Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 55. Lúc này hắn nói với sư phụ, lão đầu, người duy trì thần hồn lĩnh vực cho con, không cần người giúp đỡ, chỉ cần gia tăng thần hồn cho con là được, hôm nay con sẽ đích thân giết chết mấy tên khốn này. Được, đúng lúc vi sư cũng muốn xem kết quả tu luyện mấy ngày gần đây của con. Vân Thiên Tà đáp ứng một tiếng, ông gia tăng sức mạnh thần hồn cho kim đan lĩnh vực của Dương Bách Xuyên. Thần hồn của ông có thể khiến Dương Bách Xuyên không thần hồn của tu sĩ Nguyên Anh áp bức ở trong kim đan lĩnh vực. Sau khi cảm nhận được thần hồn của sư phụ không ngừng tăng cường vào trong lĩnh vực, kiếm đầu long trong tay hắn lóe lên, đối mặt với giản hóa phàm, đột nhiên hắn vung một kiếm xông tới. Lúc này, giản hóa phàm đang bay giữa không trung, cảm nhận được chân nguyên phát ra từ trên người, lão đột nhiên trừng mắt, mới chỉ 2 tháng không gặp Dương Bách Xuyên. Tu vi của tên tiểu tử này đã tăng tới kim đan đại viên mãn, lão ta nhất thời có chút không thể tin nổi. Sau đó lão lại nghĩ, nhất định là Dương Bách Xuyên đã đạt được thiên tài địa bảo gì ở trong địa cung, như vậy mới chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi từ một kim đan hậu kỳ đạt tới kim đan đại viên mãn. Nghĩ như vậy, giản hóa phàm bỗng nhiên nhiệt huyết hẳn, ông ta nhận định Dương Bách Xuyên chắc chắn đã đoạt được thiên tài địa bảo gì đó. Chỉ cần giết chết được Dương Bách Xuyên thì tất cả thiên tài địa bảo trên người hắn sẽ thuộc về ông ta. Giản hóa phàm cười lạnh nói, hừ một con kiến hôi mà thôi, ngươi cho rằng phóng ra kim đan lĩnh vực sẽ chống đối được lão phu hay sao, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi biết, thế nào là công kích thần hồn của tu sĩ Nguyên Anh. Giản hóa phàm đương nhiên không thể biết tới thập chuyển kim đan lĩnh vực của Dương Bách Xuyên, ông ta càng không biết hắn có một thần hồn thập nhị kiếp tán tiên gia cố. Bàn tay ngưng tụ chân khí cường đại, sức mạnh thần hồn cường đại dung hợp vào bên trong, giản hóa phàm đánh một chưởng như núi tới kiếm của Dương Bách Xuyên. Trong mắt của ông ta, Dương Bách Xuyên chưa đạt tới Nguyên Anh thì vẫn chỉ là một con kiến hôi. Mà Dương Bách Xuyên sau khi vận công thì khí thức toàn thân đã tăng lên rất nhiều, mấy lão già xung quanh đương nhiên cũng nhìn ra cảnh giới kim đan đại viên mãn của Dương Bách Xuyên, trong đó có cả phương mắt to của Vô Ảnh Tông, thường bộ tể của phái Thanh Dương. Hai lão già kia đều có cùng suy nghĩ với giản hóa phàm, bọn họ cho rằng Dương Bách Xuyên đã lấy được thiên tài địa bảo. Liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt của đối phương đều có thể nhìn ra một câu, không để cho giản hóa phàm độc chiếm Dương Bách Xuyên. Hai người họ ngay tức khắc một trái một phải xông về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này, Dương Bách Xuyên cười lạnh, hắn lẩm bẩm cũng tốt, ba lão già, chúng ta nợ cũng nợ mới tính luôn một thể. Bước vào thập chuyển kim đan lĩnh vực của hắn, có lực lượng thần hồn của sư phụ áp chế, hắn chính là vương giả. Lúc này Dương Bách Xuyên biết ở trong mắt đám người giản hóa phàm là dê béo, ai cũng muốn cắn một miếng thịt trên người hắn xuống. Nhưng bọn họ không nghĩ đến trong lòng của Dương Bách Xuyên chất chứa sát ý với bọn họ, đặc biệt là ba người giản hóa phàm. 2 tháng trước suýt chút nữa đã lấy mạng của hắn. Hắn chưa bao giờ chịu đựng sự coi rẻ và sỉ nhục như vậy. Vì vậy từ giờ trở đi bắt đầu mở sát giới lập uy, báo thù cho chồn nhỏ, xả giận cho bản thân. Ở trong lĩnh vực, giản hóa phàm có thể cảm nhận được tất cả. Sau khi công kích của giản hóa phàm va chạm một kiếm của hắn. Dưới sự nổ tung của năng lượng cường đại, Dương Bách Xuyên cảm nhận được trong chân khí của giản hóa phàm mang theo lực lượng thần hồn, đánh thẳng vào công kích của hắn. SWF. Dương Bách Xuyên hừ lạnh. Điều động thần hồn của bản thân để phản kích, có thần hồn của sư phụ thêm vào lĩnh vực, công kích thần hồn của giản hóa phàm không đủ gãi ngứa cho hắn. Cho dù không mượn lực lượng thần hồn của sư phụ, chỉ với lực lượng thần hồn của bản thân, Dương Bách Xuyên cũng có thể nhìn rõ được, hoặc nói cách khác tất cả đều nằm trong đầu của hắn. Hắn cảm giác được lực lượng thần hồn của giản hóa phàm hóa thành một mũi tên nhọn đâm thẳng vào giữa trán của hắn. Dương Bách Xuyên biết đây là sự chênh lệch giữa cảnh giới Nguyên Anh và Kim Đan. Cấp bậc Kim Đan tu luyện Thiên Phú Thần Thông là lĩnh vực, còn cảnh giới Nguyên Anh tu luyện Thiên Phú là thần hồn. Chỉ cần lực lượng của thần hồn đủ cường đại, có thể ngưng tụ thần hồn thành bất cứ hình thức công kích nào, dùng để giết địch, hơn nữa vô hình, vô cùng lợi hại. Đáng tiếc giản hóa phàm đụng phải một quái thai vượt qua quy tắc này. Không ai nghĩ đến được lĩnh vực của Dương Bách Xuyên là kim đan thập toàn thập mỹ, cộng thêm thần hồn cao siêu của sư phụ, hơn nữa bây giờ tu vi của Dương Bách Xuyên là kim đan đại viên mãn. Hôm nay chú định giản hóa phàm sẽ bị thương, tất cả đám người có ý đồ gây rối với Dương Bách Xuyên sẽ gặp bi kịch.
Trong lĩnh vực cường đại, thần hồn của Dương Bách Xuyên và sư phụ nổ vang, đối mặt với mũi tên thần hồn của giản hóa phàm, lực lượng thần hồn cường đại trực tiếp đánh vỡ nát mũi tên thần hồn của giản hóa phàm. Cùng lúc đó, kiếm đầu long va chạm với một trưởng của giản hóa phàm, ầm ầm vang lên, ngang sức ngang tài. Nhưng giản hóa phàm lại phun ra một ngụm máu. Sắc mặt vô cùng trắng bệch. Sao có thể? Mũi tên thần hồn bị dập nát, thần hồn của giản hóa phàm bị hao tổn, hộc máu cũng coi như còn nhẹ. Vẻ mặt của ông ta tràn đầy sự khó tin. Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng, vung tay lên, ngay lập tức hai con rối đen trắng xuất hiện, trực tiếp hạ lệnh cho hai con rối đen trắng, giết. Mục tiêu chính là hai người phương mắt to của Vô Ảnh Tông và Thường Bộ Tể của phái Thanh Dương. Theo cảnh giới tu vi của Dương Bách Xuyên tăng lên, hắn đã có thể khống chế được hai con rối. Hai con rối đen trắng có ấn ký thần hồn của chủ nhân, giống như phân thân của Dương Bách Xuyên, dù sao có thần hồn thao tác, không giết được phương mắt to và Thường Bộ Tể, ngăn cản một lúc không thành vấn đề. Chỉ cần có thể ngăn cản một đoạn thời gian cũng đã đủ rồi. Bởi vì thần hồn của giản hóa phàm đã bị hao tổn, giết ông ta rất dễ dàng. Hai con rối cao to mặc giáp trống rỗng xuất hiện bên cạnh của Dương Bách Xuyên, làm tất cả mọi người sửng sốt. Bao gồm cả giản hóa phàm cũng biến đổi sắc mặt, tên Dương Bách Xuyên này quá quỷ dị. Trong lúc ngây người, Dương Bách Xuyên tiến hành tấn công mãnh liệt với giản hóa phàm. Trích Tinh, Lao Nguyệt, Thâu Thiên. Hét to, ba thần thông thủ cốt được thi triển ra cùng lúc, một kích mạnh hơn một kích. Nhưng vẫn chưa xong, Dương Bách Xuyên còn điều động thêm cả lực lượng lĩnh vực. Thiên địa chi uy, lôi điện, lưỡi dao gió, đi. Phút phút. Răng rắc. Ngay lập tức lực lượng của lưỡi dao gió và lôi điện lao đến cuốn lấy giản hóa phàm. Ngay sau đó giản hóa phàm trừng to mắt. Ông ta chưa bao giờ gặp qua người có thể sử dụng lôi điện và lưỡi dao gió trong lĩnh vực, lực lượng này đã vượt qua ngũ hành. Dương Bách Xuyên tấn công dồn dập, không cho ông ta cơ hội thở dốc, làm cho giản hóa phàm kinh hoàng, trong lòng bao phủ đầy nguy cơ. M. Dương Thiết Thiên, phá cho ta. Giản hóa phàm này sinh ác độc, thi triển ra thần thông vô thượng của M. Dương Tông, chỉ có cấp bậc trưởng lão mới có thể tu luyện được thuật M. Dương Thiết Thiên này. Ngay lập tức linh khí giữa sân hội tụ lại như lốc xoáy, dùng mắt thường có thể thấy được năng lượng ám cường đại đang hội tụ lại trên người của giản hóa phàm. Xung quanh thân thể hình thành một đồ án âm dương, hoàn toàn được tạo thành từ sự hội tụ năng lượng. Tiếp theo toàn bộ âm dương bùng nổ ánh sáng chói mắt, một tiếng ầm vang, trời đất giống như sụp đổ, lao đến đánh mạnh vào ba thần thông thủ cốt của Dương Bách Xuyên. Gần như là 360 độ không góc chế, hoàn toàn bao phủ cả ba thần thông thủ cốt của Dương Bách Xuyên vào trong đồ án âm dương, ánh sáng dựng lên chói mắt. Đồng thời cũng cuốn công kích lôi điện và lưỡi dao gió vào trong, bao gồm bản thân của Dương Bách Xuyên cũng bị đồ án âm dương chói mắt của giản hóa phàm bao phủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một vài loại hạng người đầu cơ trục lợi ở bên ngoài không công kích Dương Bách Xuyên mà là chờ đợi xem diễn. Khi bọn hắn nhìn thấy giản hóa phàm thi triển ra đồ án âm dương, một đám trừng to mắt, có người nhận ra thần thông, kinh hô, là thuật M. Dương Thiết Thiên, thần thông trấn phái của M. Dương Tông, không ngờ có thể làm giản hóa phàm dùng ra thần thông này, Dương Bách Xuyên này không đơn giản. Có người nói tiếp, không đơn giản cũng vậy. Thuật M. Dương Thiết Thiên, thần thông trấn phái của M. Dương Tông, nghe đồn được tổ sư khai phái M. Dương Tông sáng chế, truyền thừa hơn 3.000 năm. Hơn 3.000 năm trước, Sơn Hải giới còn tồn tại đại tu sĩ, không giống bây giờ ngay cả một người tu chân xuất khiếu kỳ cũng hiếm thấy. Dương Bách Xuyên này có thể ép giản hóa phàm dùng ra thuật M. Dương Thiết Thiên này cũng coi như kỳ tài ngút trời, đáng tiếc hắn không chống được. Đúng vậy, ta cũng nghe nói uy lực của thuật M. Dương Thiết Thiên. Xem ra Dương Bách Xuyên phải ngã xuống. Đám người bên ngoài khe khẽ nói nhỏ. Giữa sân, Dương Bách Xuyên không hề sợ, hắn cũng không trông cậy vào việc ba thần thông thủ cốt và lôi điện cùng lưỡi dao gió có thể bắt lấy giản hóa phàm. Rất nhanh Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được sự lợi hại của thuật M. Dương Thiết Thiên của giản hóa phàm. Ba thần thông thủ cốt và thuật lôi điện, lưỡi dao gió cũng bị giản hóa phàm hóa giải. Nếu tu vi của hắn và giản hóa phàm giống nhau, ba thần thông thủ cốt đã đủ để xử lý giản hóa phàm.
Lúc này Dương Bách Xuyên mặc giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn, trong tay cầm kiếm đồ long, chuẩn bị sẵn sàng để ứng đối. Khi hắn cảm nhận được thuật M Dương Thiết Thiên của giản hóa phàm đang hướng về mình với tốc độ cực nhanh, vội vàng thúc giục giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn, phòng ngự đạt đến đỉnh cấp. Sau đó di chuyển dưới chân, đột nhiên nhằm vào giản hóa phàm, sử dụng sức mạnh của ngũ hành trong thiên địa. Mượn ngũ hành thiên địa chi uy, trấn áp. Trong lĩnh vực, Dương Bách Xuyên dùng tất cả để vận dụng lực lượng, sức mạnh của nguyên tố ngũ hành thiên địa được phát huy đến mức mạnh nhất, trong nháy mắt chuyển hóa, sức mạnh như rời non lấp biển bao trùm lấy giản hóa phàm. Cùng lúc đó, Long Lân vẫn luôn được nuôi dưỡng trong đan điền của hắn bay vèo ra ngoài, giống như sao băng cắt qua phía chân trời, nổ bắn về phía giản hóa phàm. Thân thể của Dương Bách Xuyên cũng giống như mũi tên nhọn, thân pháp thần thông bay nhanh lao vào giản hóa phàm, kiếm đầu long lập lòe ánh sáng bạc, khí lạnh bức người, kiếm khí huyền hoàng không gì chặn được, một kiếm mang ra kiếm ý phá vỡ núi non. Sau khi thuật M Dương Thiết Thiên mà giản hóa phàm lấy làm tự hào đánh vỡ uy lực của ba thần thông thủ cốt và lôi điện, lưỡi dao gió, trong lòng vừa mới nảy sinh sự đắc ý, không nghĩ đến một hơi thở ngũ hành thiên địa cường đại hơn ập đến trên người ông ta, sắc mặt biến đổi, phun máu. Phụt. Phun ra một ngụm tinh huyết, gào to, phá. Lúc này giản hóa phàm tự thiêu đốt tinh nguyên của bản thân để phá vỡ uy áp ngũ hành của Dương Bách Xuyên. Âm đùng. Một tiếng rung nặng nề vang lên, cuối cùng trả giá đại giới phá hủy công kích ngũ hành của Dương Bách Xuyên, nhưng giản hóa phàm cũng chịu phản phệ lớn. Trong lúc giản hóa phàm chưa kịp bình phục lại, trong tầm mắt xuất hiện một đồ vật ánh vàng rực rỡ giống như vảy cá lạo đến giữa trán ông ta. Lúc này giản hóa phàm thực sự rất buồn bực muốn hộc máu, không kịp nghĩ nhiều, lần thứ hai thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, duỗi tay chụp vào vảy cá. Bốp! Sau một kích, vảy cá lao nhanh đến bị ông ta dùng đại giới thiêu đốt tinh huyết đánh bay. Nhưng ngay sau đó giản hóa phàm lại trừng to mắt. Hình người dần xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt, Dương Bách Xuyên dùng một kiếm đâm xuyên qua đan điền của ông ta, chân khí cường đại đánh vỡ nát đan điền của ông ta và toàn bộ ngũ tạng lục phủ. Ngươi, giản hóa phàm còn định nói thêm gì đó, nhưng lại không còn hơi để nói. Ngươi có thể chết rồi. A, giản hóa phàm kêu la thảm thiết. Dương Bách Xuyên lạnh lùng giơ một quyền trực tiếp đánh nát đầu của giản hóa phàm, phá hủy đan điền và thần hồn của ông ta. Đến lúc này, nguyên anh trung kỳ giản hóa phàm chết. Người đứng xem cuộc chiến nhìn thấy giản hóa phàm bị một quyền của giản hóa phàm đáng nát đầu, cả người chấn động. Lúc này Dương Bách Xuyên không có tâm tư để ý đến, quay đầu đặt ánh mắt lên trên người phương mắt to và thường bộ tể. Hơn nữa chưa đến 10 phút hắn đã chém giết giản hóa phàm, cao thủ quyết đấu thường được tính bằng hô hấp. Hôm nay, lúc giết chết giản hóa phàm có thêm thần hồn của sư phụ vào lĩnh vực. Nhưng hắn cũng dựa vào thực lực của bản thân để chém giết cũng coi như tu vi của Dương Bách Xuyên không tệ. Ba lão bất tử, bây giờ còn lại hai người, hai con rối đen trắng cũng không phải ăn chay, thực lực đạt đến kim đan đại viên mãn. Mặc dù bị phương mắt to của Vô Ảnh Tông và thường bộ tể của phái Thanh Dương áp chế gắt gao, nhưng lại thắng ở chỗ thân thể của con rối rất cường hã, bị đánh gục rất nhanh có thể bò dậy chiến đấu, cũng coi như khó chơi. Dương Bách Xuyên giải quyết xong giản hóa phàm, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, dưới chân di chuyển hướng về phía phương mắt to, đồng thời thần hồn thao tác con rối trắng từ bỏ thường bộ tể, xoay người tấn công phương mắt to. Dương Bách Xuyên chuẩn bị xử lý phương mắt to. Có hai con rối hạn chế lẫn nhau, hơn nữa hắn ra tay, nắm chắc có thể xử lý được phương mắt to trong một chiêu. Mặc kệ là phương mắt to hay thường bộ tể. Hơi thở của hai người đều không cường đại hơn giản hóa phàm, cùng là cảnh giới nguyên anh trung kỳ, nhưng cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hơn nữa có con rối đen trắng trợ giúp, ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, phương mắt to chính là người chết. Lúc trước hắn đã thề, nếu có thể đi ra từ trong hố to, chắc chắn sẽ nghiền nát xương của ba người này thành tro. Chém giết giản hóa phàm đã nhả được một ngụm ác khí. Còn lại phương mắt to và thường bộ tể không đáng lo. Dùng ý niệm thao tác hai con rối tấn công phương mắt to hừ lạnh, không để hai con rối vào mắt, rốt cuộc từ hơi thở, cảm nhận được thực lực của hai con rối chỉ đến kim đan đại viên mãn. Phương mắt to chém ra một đao về phía hai con rối. Âm đùng.
uy lực một đao trực tiếp chém bổ vào trên người hai con rối. Điều làm Phương mắt to buồn bực là thân thể của hai con rối có thể sánh ngang với linh khí, đừng nói vết thương, một khe hở cũng không có. Đúng lúc này, Phương mắt to kinh hoàng cảm giác được nguy hiểm, cũng thấy được Dương Bách Xuyên cầm kiếm đâm về phía ông ta. Phương mắt to biết mình bị lừa, hai con rối chỉ đánh giả, chân chính muốn mạng là một kiếm này của Dương Bách Xuyên. Hiểu, nhưng đã chậm. Phụt. Ngươi, Phương mắt to trừng to mắt, đôi mắt vốn to lúc này lại trừng to hơn như mắt trâu, vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngươi có thể chết rồi. Một kiếm của Dương Bách Xuyên đâm xuyên qua đầu của Phương mắt to, dứt lời, trực tiếp đập nát đan điền của ông ta, Nguyên Anh cũng không thể trốn. Làm càn. Lúc này đã không có con rối làm phiền, Thường Bộ Tể nhìn Dương Bách Xuyên giết chết Phương mắt to, gầm to, cầm pháp khí đâm thẳng về phía Dương Bách Xuyên. Lão già, giờ đến lượt ngươi. Dương Bách Xuyên không thèm quay đầu lại, trở tay vung kiếm chống đỡ. Ở trong phạm vi lĩnh vực, không cần dùng mắt thường cũng có thể cảm nhận được một kiếm của Thường Bộ Tể. Keng. Một kiếm của Dương Bách Xuyên va chạm với một kiếm của Thường Bộ Tể, hai người cùng lùi ra sau. Lúc này trong lòng của Thường Bộ Tể sóng cuộn biển gầm, ông ta trơ mắt nhìn Dương Bách Xuyên giết hại hai cao thủ Nguyên Anh trung kỳ. Nếu nói lúc chém giết giản hóa phàm còn có vài phần vận khí, Thường Bộ Tể còn không nghĩ nhiều. Nhưng ngay sau đó nhìn thấy Dương Bách Xuyên dùng một quyền đánh nát Phương mắt to, trở tay dùng kiếm đỡ lấy đòn tấn công của ông ta, trong lòng của Thường Bộ Tể không bình tĩnh. Bởi vì ông ta cảm nhận được uy lực trong một kiếm của Dương Bách Xuyên, vậy mà có thể ngang bằng với một Nguyên Anh trung kỳ như ông ta, Thường Bộ Tể sinh ra sợ hãi. Ngay từ đầu đám người bọn họ đều không nhìn ra được con rối đen trắng của Dương Bách Xuyên là con rối, chỉ cảm giác được quái dị mà thôi. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nhìn thấy trong mắt của Thường Bộ Tể hiện lên một tia sợ hãi, nở nụ cười nhẹ. Hắn biết khí thế của Thường Bộ Tể đã yếu đi, giết ông ta chỉ là vấn đề thời gian. Dương Bách Xuyên trở tay vận chuyển chân khí lên kiếm đồ long, đồng thời một đạo lôi điện vờn quanh thân kiếm. Lúc này theo bản năng, Thường Bộ Tể lùi về sau một bước, nuốt nước bọt, nhìn lôi điện trên thân kiếm đồ long của Dương Bách Xuyên, ông ta càng sợ. Không thể nghĩ ra được tại sao một tiểu tử kim đan đại viên mãn lại có được lôi điện, còn có thể chém giết hai cao thủ Nguyên Anh trung kỳ trong vài phút. Thường Bộ Tể lui về sau vài bước, đảo mắt, điều này làm cho Dương Bách Xuyên cảm thấy quỷ dị, không thể cứ tiếp tục như vậy, hắn nói như vậy trong lòng. Thường Bộ Tể liếc qua nhìn thấy bốn phía đã hội tụ hơn 20 tu sĩ Nguyên Anh, trong đó có hai người là Nguyên Anh trung kỳ, còn lại ít nhất là Nguyên Anh sơ kỳ. Ông ta có chủ ý. Đột nhiên lớn tiếng nói, các vị đạo hữu, tiểu tử này chính là người đi vào hố to, con trồn lúc trước bị mọi người đuổi bắt cũng đi vào địa cung, bây giờ tiểu tử này đi ra khỏi nơi đó, chắc chắn trên người hắn mang theo rất nhiều thiên tài địa bảo của địa cung, cũng biết được tung tích của con trồn. Ta mong được liên hợp với các vị, lúc này hắn chỉ có một người, chúng ta liên hợp có thể giết chết hắn dễ như trở bàn tay, bảo vật chia đều. Rất nhiều cao thủ Nguyên Anh vây quanh bốn phía, hơn 20 người. Vừa nghe thấy những lời này của Thường Bộ Tể, sắc mặt của bọn họ thay đổi. Lúc trước bọn họ nhìn thấy ánh sáng kết giới của hồ to cũng thấy được ba người Thường Bộ Tể, giản hóa phàm, Phương mắt to. Đứng đó hơn 2 tháng, ba người vẫn không rời đi, canh giữ hố to, chứng tỏ có mưu đồ. Bây giờ mới biết được tiểu tử hung ác chém giết hai Nguyên Anh trung kỳ này chính là người đi vào trong địa cung, quan trọng nhất rất có thể hắn biết được tung tích của con trồn. Rất nhiều người ở đây đều gặp qua thiên phú của con trồn tầm bảo kia, ai có thể không động tâm. Tiểu tử nói cho lão phu tung tích của trồn tầm bảo, lão phu tha cho ngươi một mạng. Nếu không đừng trách lão phu giết chết ngươi, cuối cùng có một người nhảy ra, là một lão già mặc giáp hoa, cũng là một cao thủ Nguyên Anh trung kỳ. Ha ha ha, nhóc con, ta không hỏi trồn tầm bảo, nhưng để lại thanh kiếm trong tay ngươi, ta tha chết cho ngươi. Lại là một cao thủ Nguyên Anh trung kỳ. Một người đàn ông cao to vạm vỡ có làn da đen như người châu Phi. Ngay sau đó có hơn 10 Nguyên Anh sơ kỳ trực tiếp đến gần Dương Bách Xuyên. Tổng cộng có hơn 20 cao thủ Nguyên Anh kỳ, hai Nguyên Anh trung kỳ nói thẳng muốn ra tay không cố kỵ, mười mấy Nguyên Anh sơ kỳ bao vây lại. Chỉ còn lại 7-8 người đứng ngoài vòng không động. Cục diện hiện tại là 3 Nguyên Anh trung kỳ vây quanh Dương Bách Xuyên, liếc mắt đảo qua,
có 14 nguyên anh sơ kỳ có thể ra tay bất cứ lúc nào. Khóe miệng của Thường Bộ Tể hiện lên ý cười, ông ta muốn cục diện này, cho dù Dương Bách Xuyên là cao thủ nguyên anh hậu kỳ cũng đừng nghĩ rời đi. Vèo vèo vèo. Đúng lúc này, phía xa có 7-8 thân ảnh bay nhanh đến. Ai dám động đến người của thành tán tu chính là kẻ địch của Lê Nặc ta. Một âm thanh lạnh lùng sắc bén vang lên, người chưa thấy âm thanh đến trước. Dương Bách Xuyên chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là đại thành chủ thành tán tu Lê Nặc, cùng với 7 tu sĩ Nguyên Anh. Hắn không nghĩ đến Lê Nặc sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại còn sẽ giúp phó thành chủ thành tán tu trên danh nghĩa. Nói đến cùng Dương Bách Xuyên chỉ mang hư danh, nhưng Lê Nặc lại xuất hiện giúp hắn, điều này làm cho hắn rất cảm động. Rất nhanh Lê Nặc xuất hiện, lúc này bà ấy mặc một bộ quần áo đen nhánh, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn bốn xung quanh. Đại thành chủ Lê Nặc của thành tán tu, đã tiếp tế cho vô số tu sĩ, nhân mạch trải rộng, đây mới chính là chỗ đáng sợ của Lê Nặc, làm cho rất nhiều người không dám đắc tội bà. Đại thành chủ, Dương Bách Xuyên chắp tay hành lễ. Đừng sợ, bây giờ ngươi là người của thành tán tu, ta nhìn xem hôm nay ai dám động đến ngươi. Lê Nặc nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông vạm vỡ uy hiếp Dương Bách Xuyên giao ra kiếm đồ long. Sau đó lạnh lùng nói, ba đồ huynh đệ, 80 năm không gặp, còn nhớ rõ Lê Nặc ta không? Đại hán cường tráng có làn da đen như châu Phi, to con như tháp sắt khi đối mặt với Lê Nặc lại không dám nhìn thẳng vào mắt mà có hơi trốn tránh. Ông vội vàng chạy tới trước mặt Lê Nặc và cười làm lành như một đứa trẻ con rồi nói, Lê Đại Tỷ, làm sao tiểu đệ dám quên tỷ được, chẳng phải lần này đã nhân dịp núi La Phù mở ra để chuẩn bị tới thành tán tu chào hỏi Lê Đại Tỷ sao? Hừ, người giỏi lắm ba đồ, cứ luôn miệng Lê Đại Tỷ, ta đây không nhận nổi đâu. Lê Nặc hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói có chứa sự oán trách nhưng giọng điệu bà đã nhẹ nhàng hơn hẳn. Ngay sau đó, bà chỉ vào Dương Bách Xuyên và nói, hắn là Dương Bách Xuyên, là phó thành chủ của thành tán tu ta, tại sao ba đồ ngươi lại định ăn cướp lên tận trên đầu Lê Nặc ta? Ba đồ trong miệng Lê Nặc lập tức xấu hổ vô cùng, mặt ông đỏ bừng lên, may là màu da ông đen như người châu Phi, nếu không hiện tại mặt đã đỏ thẫm luôn rồi. Ông vội vàng dừng tay nói, hiểu lầm, Lê Đại Tỷ, ta thật sự không biết thằng nhóc này là người của thành tán tu ngươi, nếu ta biết thì có cho ba đồ ta 10 cái lá gan ta cũng không dám. 80 năm trước, nếu ba đồ không được Lê Đại Tỷ chứa chấp thì đã bị kẻ thù giết từ lâu rồi. Vì thế mới có ba đồ ngày hôm nay, ơn nghĩa to lớn năm đó ba đồ vĩnh viễn không quên. Lê Đại Tỷ yên tâm, nếu là người của thành tán tu ngươi thì chính là huynh đệ của ba đồ. Nếu ai dám ra tay với người của thành tán tu, khiến cho Lê Đại Tỷ của ta không thoải mái, ba đồ sẽ không cho phép. Một đại hán nhìn như thô kệch nhưng tâm tư lại rất kín đáo và tinh tế. Mới dăm câu ba điều đã tỏ rõ thái độ và lòng thành với Lê Nặc. Ngay sau đó, đại hán tên ba đồ lại nói với Dương Bách Xuyên, thằng nhãi gì đó kia. Khụ khụ, không đúng, Dương huynh đệ, xin lỗi, xin lỗi. Ba đồ ta không biết ngươi là người của Lê Đại Tỷ nên vừa nãy đã lỗ mãng rồi, mong Dương huynh đệ tha thứ. Tuy rằng hắn bị ba đồ uy hiếp nên rất khó chịu, nhưng duỗi tay không đánh người đang cười. Ba đồ và Lê Nặc là người quen cũ nên Dương Bách Xuyên cũng không thể so đo. Đối với vị huynh đệ châu Phi phiên bản Sơn Hải này, Dương Bách Xuyên chỉ có thể cười đáp, ba đồ huynh đệ khách sáo rồi. Nói lý ra thì bất kể tu vi hay tuổi tác, Dương Bách Xuyên nên gọi ba đồ một tiếng ba đồ đại ca nhưng hiện tại hắn lại gọi ông là ba đồ huynh đệ. Điều đó khiến ba đồ cứng đờ cả mặt, nhưng sau đó ông lại cười ha ha, chỉ nghĩ Dương Bách Xuyên là một người hay ghi thù. Không bị tổn thất gì. Gọi ông một tiếng huynh đệ xem như không phân rõ vai vế cao thấp, nhưng không sao cả, chỉ cần tha thứ cho ông ta là được. Mà lời nói cảnh cáo và phản bội của ba đồ lại khiến sắc mặt đám người Thường Bộ Tể khó coi vô cùng. Hoặc có thể nói là sự xuất hiện của Lê Nặc khiến rất nhiều người có nhận định gì đó. Đừng nhìn người phụ nữ tên Lê Nặc này có tu vi nguyên anh chung, nhưng thực lực chân chính thì sâu không lường được. Lại là chủ của một thành nên có bạn bè khắp Sơn Hải giới. Đó không phải là người mà người bình thường dám đắc tội dễ dàng. Rất nhanh sau đó, bên ngoài có vài người tu chân có tu vi nguyên anh sơ kỳ bắt đầu chào hỏi Lê Nặc với sắc mặt hổ thẹn. Sau đó, họ rời khỏi chỗ này, chắc chắn mấy người này cũng đã từng nhận ơn huệ che chở từ thành tán tu giống như ba đồ.
có Lê Nặc ra mặt, đương nhiên họ sẽ không đấu với Dương Bách Xuyên nữa. Bên trong còn dư lại 9 người có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, lão giả Nguyên Anh Trung Kỳ trước đó và Thường Bộ Tể là không nhượng bộ chút nào. Người khác e dè Lê Nặc, nhưng những người ở lại này không sợ, bởi vì bọn họ đều có xuất thân từ những tông môn lớn. Chỉ nghe lão giả kia hừ lạnh nói, Lê Thành Chủ, lão phu không nghe nói chuyện phó thành chủ của thành các ngươi đổi thành một thằng nhãi miệng còn hôi sữa từ khi nào. Chắc hẳn Lê Nặc ngươi muốn độc chiếm thiên tài địa bảo và tung tích của Trồn Tầm Bảo hả? Đúng vậy đó, Lê Nặc, thằng nhãi này đang nằm trong vòng vây của mọi người, đừng có mong ăn mảnh được. Ai có thể bắt lấy thằng nhãi này coi như có bản lĩnh. Người khác sợ Lê Nặc ngươi chứ chúng ta không sợ, Thường Bộ Tể hừ lạnh nói. Ha ha, Thường Bộ Tể của phái Thanh Dương, Trần Thiên Bình của Vũ Hóa Môn, các ngươi là cái thá gì? Cho dù tông chủ của tông môn các ngươi đến đây đi nữa, nếu muốn đụng tới người của thành tán tu ta cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Dám ra tay với Dương Bách Xuyên thử xem. Khí thế của Lê Nặc vô cùng mạnh mẽ, bà nói chuyện rất khí phách, quả thực đang coi khinh hai người kia. Thường Bộ Tể và Trần Thiên Bình của Vũ Hóa Môn tức giận đến mức run người. Được được được, hôm nay lão phu muốn xem Lê Nặc ngươi bảo vệ thằng nhãi này thế nào. Chẳng lẽ lại sợ người? Trong nháy mắt, đại chiến như chạm vào là nổ ngay. Nhưng đúng lúc này Dương Bách Xuyên lại lên tiếng, Đại Thành Chủ, chờ một chút. Lê Nặc quay đầu nhìn về phía Dương Bách Xuyên, bà không biết Dương Bách Xuyên muốn làm gì, làm sao. Thật không dám giấu giếm, Trồn Tầm Bảo của núi La Phù kia là linh thú của ta, trước đó đã bị những người này đuổi giết, đó là do chủ nhân là ta vô dụng. Nhưng hôm nay đối mặt với những kẻ khốn nạn đến mức này, ta rất tự tin. Ta đã từng thề sẽ tự tay báo thù cho Trồn Nhi, càng để cho mình có thể xả mối hận này. Cho nên xin Đại Thành Chủ hãy giao đám khốn nạn này cho ta. Dương Bách Xuyên vừa nói những câu này, ánh sáng trong mắt Lê Nặc chợt lóe lên rồi biến mất. Mấy người theo phía sau lưng Lê Nặc lại cho rằng Dương Bách Xuyên không biết trời cao đất dày, một kim đan nho nhỏ mà lại muốn đối đầu với hai cao thủ Nguyên Anh Trung Kỳ, còn thêm cả 9 người tu chân có tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ nữa. Chưa hết, hắn còn từ chối ý tốt của thành chủ Lê Nặc, đúng là không biết điều. Ngay cả Thường Bộ Tể và Trần Thiên Bình nghe xong những lời này cũng giận dữ khi bị Dương Bách Xuyên mắng, nhưng sau đó họ lại rất vui mừng, rõ ràng thằng nhãi này đang muốn chết đây mà. Tuy nhiên, Lê Nặc lại chỉ nhìn chăm chú vào mắt Dương Bách Xuyên và thấy được sự tự tin ngập trời trong đó. Bà định nói gì đó nhưng đến cuối cùng, lời đến khóe môi lại chỉ còn 3 chữ, cẩn thận chút. Được, Dương Bách Xuyên gật đầu đáp. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên nói những câu như muốn tự mình giải quyết những người ôm suy nghĩ không an phận với hắn là vì hắn đã suy nghĩ kỹ càng chứ không phải do tự cao tự đại. Để hả giận cho mình và Trồn Nhi chỉ là một nhân tố trong đó thôi, nhiều hơn chính là hiện tại đã tìm được Trồn Nhi rồi, đương nhiên sau này sẽ có người biết nó là linh thú của hắn. Nếu không cho những người này một bài học tàn nhẫn nhớ đời, họ vẫn sẽ không dừng tay như cũ. Hơn nữa, hắn đã giết giản hóa phàm của M Dương Tông và phương mắt to của Vô Ảnh Tông rồi, trêu chọc đến hai tông môn lớn luôn rồi, hắn cũng không thèm để ý đến chuyện giết nhiều thêm mấy người. Hôm nay phải lập uy thêm lần nữa, Dương Bách Xuyên biết nếu hôm nay không lập uy thì mình cũng đừng mong có thể đi lại ở Sơn Hải Giới. Mà việc Lê Nặc đột nhiên xuất hiện giúp mình, Dương Bách Xuyên tin rằng không đơn giản là vì hắn là người của thành tán tu, nếu tin thì hắn chính là kẻ ngốc. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, Lê Nặc trợ giúp chính mình tất sẽ có mong muốn gì đó, hắn sợ nhất chính là nợ ơn huệ của người ta. Về phương diện khác, người có tu vi cao nhất hôm nay cũng chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Có sư phụ ở đây, việc lập uy này đã định sẵn là cơ hội giúp Dương Bách Xuyên hắn nổi tiếng ở Sơn Hải Giới. Nếu hôm nay lập uy thành công, hắn tin rằng sau này có ai có ý đồ gì với mình và Trồn Nhi cũng sẽ phải tính xem bản thân họ có thực lực đó không đã. Cho nên Dương Bách Xuyên từ chối Lê Nặc. Hắn quay đầu nhìn về phía Thường Bộ Tể, Trần Thiên Bình và 9 người tu chân có tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ ở phía mười mấy mét bên ngoài. Dương Bách Xuyên nheo mắt cười lạnh, hắn duỗi tay triệu hồi Trồn Nhi ra khỏi không gian bình càn khôn. Là, con Trồn Tầm Bảo đó sao? Có người kích động lên tiếng. Không ngờ nó thật sự ở trong tay Dương Bách Xuyên. Triệu hồi từ hư không, xem ra trên người thằng nhãi này còn có pháp bảo chứa đồ cao cấp có thể thu linh thú, không đơn giản.
quả nhiên là linh thú của hắn. Bốn phía bắt đầu bàn luận. Nhìn Dương Bách Xuyên đang đưa lưng về phía bà và triệu hồi ra chồn tầm bảo, ánh sáng trong mắt Lê Nặc tỏa ra bốn phía. Sở dĩ bà không tiếc đắc tội những người của tông môn lớn mà đứng ra trợ giúp Dương Bách Xuyên đúng là do trước đó đã nghe được thông tin rằng Dương Bách Xuyên tiến vào Đại Khanh, mà tầm bảo cũng ở bên trong địa cung Đại Khanh. Bà muốn nghe ngóng tung tích của chồn tầm bảo từ Dương Bách Xuyên. Hơn nữa, vừa rồi sau khi Dương Bách Xuyên chính miệng nói chồn nhi là linh thú của mình, lòng bà càng phức tạp hơn. Lúc này, khi nhìn thấy chồn tầm bảo được Dương Bách Xuyên triệu hồi ở trong tay, mắt Lê Nặc không ngừng sáng lập lòe. Không ai biết hiện tại bà đang suy nghĩ gì ở trong lòng. Dù sao việc bà đứng ra giúp Dương Bách Xuyên cũng không đơn giản là vì Dương Bách Xuyên là phó thành chủ của thành tán tu, là người của thành tán tu bà. Nguyên nhân to lớn hơn là vì con chồn tầm bảo này. Rất nhiều người đã đỏ cả mắt khi nhìn thấy chồn nhi xuất hiện. Thường Bộ Tể và Trần Thiên Bình lại càng toát ra sự tham lam vô cùng hơn nữa. Dương Bách Xuyên cười lạnh nhìn rõ ánh mắt của mọi người xung quanh. Sau đó, hắn làm lơ mọi người và nói với chồn nhi, Hương Hương nói cho ta biết, những ai đã từng đuổi giết ngươi trong số những người này. Chi chi chi. Chồn nhi kêu chi chi rồi nhe răng nhếch miệng nâng móng vuốt nhỏ lên chỉ một đám người cho Dương Bách Xuyên xem. Trùng hợp là Thường Bộ Tể, Trần Thiên Bình và 9 tên Nguyên Anh Sơ Kỳ đều bị chồn nhi điểm danh. Trong số vài người vây quanh bên ngoài xem trò hay, có vài người làm Dương Bách Xuyên không ngờ, bao gồm cả Lê Nặc và Đại Hán Ba Đồ cũng đều đã từng đuổi bắt chồn nhi. Đối mặt với ánh mắt của Lê Nặc, rồi sau đó lại đối mặt với ánh mắt tham lam của đám người Thường Bộ Tể, Dương Bách Xuyên chuẩn bị thêm một mồi lửa nữa. Nếu đã muốn giết người lập uy thì cứ khiến những người này điên cuồng một chút đi. Hắn muốn nhìn thử xem còn có bao nhiêu người không kìm được mà nhảy ra nữa. Dương Bách Xuyên nhìn từng gương mặt với biểu cảm tham lam ở xung quanh mình, cười lạnh nói, một đám khốn nạn, hành trình đến địa cung của ông đây, thu hoạch xa xỉ, từ chồn tầm bảo đến bí tịch công pháp vô thượng rồi thì đan dược tuyệt phẩm, cái gì cần có đều có bản lĩnh cứ việc đi lên lấy, ông đây sẽ cho đám khốn nạn các ngươi một cơ hội. Rõ ràng người nào đó họ Dương đang muốn làm cho những người này điên cuồng, chỉ khi bọn họ phát điên thì mới có thể dễ dàng bị giết chết. Rất nhiều người đã nghe thấy Dương Bách Xuyên chính miệng nói rằng hắn đã thu hoạch được rất nhiều dưới lòng địa cung, không ai nghi ngờ điều đó hết bởi vì chỉ có một mình Dương Bách Xuyên được vào địa cung, hơn nữa hiện tại còn thoát ra được. Điều này cho thấy rằng hắn quả thực đã thu hoạch được rất nhiều. Trái tim của Trần Thiên Bình thuộc Vũ Hóa Môn đập thình thịch, ông ta cũng tin vào điều đó. Dù ông ta không tin thì ông ta cũng nhất định phải chiếm được con chồn tầm bảo trên vai Dương Bách Xuyên. Thằng nhóc ngạo mạn. Trần Thiên Bình hừ lạnh một tiếng, bước một bước về phía Dương Bách Xuyên. Cũng được, bắt đầu từ lão già chết tiệt là ngươi trước đi. Dương Bách Xuyên thì thào một tiếng, ngay sau đó thầm nói với sư phụ trong lòng, lão già, ta muốn lập uy giết sạch đám khốn nạn này, ngươi giúp ta áp trận nhé. Không tồi, cuối cùng thì thằng nhóc nhà ngươi cũng có chút tàn nhẫn. Nhớ kỹ, đây là thế giới kẻ mạnh sống kẻ yếu chết, ngươi không giết người. Người sẽ giết ngươi. Ngươi phải giết đến khi mỗi lần bọn họ nghe thấy tên ngươi cũng phải run lên, ngươi mới được coi là một tu chân giả đủ tư cách. Cứ mạnh tay mà làm, vi sư giúp ngươi. Mỗi một câu nói của Vân Thiên Tà đều tràn ngập dụ hoặc. Giết. Dương Bách Xuyên thấp giọng hô một tiếng, kiếm đầu long lập tức chém xuống. Đồng thời lực lượng thần hồn cũng tràn ra khắp lĩnh vực, hắn điều động ngũ hành chi lực trực tiếp dồn lên người Trần Thiên Bình. Cùng với khi đang điều động ngũ hành chi lực trong lĩnh vực, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy ngũ hành chi lực bỗng nhiên phát ra uy áp thần hồn cường đại, khiến cho hắn hít thở không thông, mà còn là uy áp phát ra từ lĩnh vực kim đan của mình. Hắn biết ngay là sư phụ ra tay, trong lòng tức khắc cảm thấy cực kỳ an tâm. Mà ngay khi Trần Thiên Bình tới gần Dương Bách Xuyên, trong lòng ông ta tràn đầy tự tin, chân khí và thần hồn trong cơ thể đều vận chuyển đến cực hạn. Ông ta tin tưởng rằng mình có thể hạ gục Dương Bách Xuyên chỉ trong một chiêu rồi cướp lấy chồn nhỏ trên vai hắn. Đối với Trần Thiên Bình thì chỉ cần Lê Nặc không nhúng tay, Dương Bách Xuyên chính là một người chết ở trong mắt ông ta. Ông ta cũng không phải là như Giản Hóa Phàm và Phương Mắt To, thân là đường chủ ngự thú đường của Vũ Hóa Môn, thủ đoạn mà Trần Thiên Bình thấy tâm đắc nhất đó là nuôi dưỡng yêu thú. Lúc này, khi lao về phía Dương Bách Xuyên,
ống tay áo của Trần Thiên Bình vọt lên cao. Bên trong hai ống tay áo của ông ta có hai con tứ chuyển yêu xà đã phải nuôi dưỡng trong vòng trăm năm mới có được si mị võng lượng. Một xanh một đỏ, rắn xanh gọi là si mị, rắn đỏ gọi là võng lượng. Hai con yêu xà có thể sánh ngang với một tu chân giả có tu vi nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Thiên phú thần thông cũng giống như tên của chúng vậy, tốc độ và độc tính đều khiến người ta khó lòng phòng bị giống như yêu ma quỷ quái, cực kỳ khó chơi. Hễ đã bị rắn độc khóa lại thì kiểu gì cũng sẽ phải trúng chiêu, dù có là tu chân giả nguyên anh trung kỳ cũng khó mà thoát khỏi độc tính của nọc độc, nếu trúng độc thì chân khí và thân thể đều sẽ bị ăn mòn. Dựa vào hai con yêu xà này mà Trần Thiên Bình gần như đã tung hoành quá nửa cuộc đời, lần nào ông ta cũng có thể tái sinh từ trong nghịch cảnh, hơn nữa còn giết chết được kẻ địch nữa. Đối thủ lần này là Dương Bách Xuyên, để đề phòng trường hợp rủi ro. Trần Thiên Bình vừa ra tay đã sử dụng luôn yêu xà mà ông ta giấu ở trong ống tay áo. Cục cưng đi nào, đi biến thằng nhóc kia thành một bãi nước đặc đi. Trần Thiên Bình vung hai tay ra, hai con yêu thú một xanh một đỏ ngay lập tức lao thẳng về phía Dương Bách Xuyên. Xì xì. Lưỡi rắn thè ra, tia chớp sáng rực, rất nhiều người đều không thấy rõ được đó là thứ gì. Tốc độ quá nhanh. Quỷ dị khó lường giống như yêu ma quỷ quái vậy. Nhưng mà đối với Dương Bách Xuyên mà nói thì khi đang ở trong lĩnh vực, hắn chẳng hề thấy sợ chút nào. Hắn cũng nhìn thấy hai yêu thú mảnh như ngón út dài chừng một thước, mang theo hơi thở cực kỳ cường đại phi thẳng về phía hắn. Lúc còn cách khoảng 3 mét, hắn chợt ngửi thấy một mùi tanh hôi, mùi đó khiến hắn cảm thấy buồn nôn cực kỳ. Mà tốc độ như tia chớp đó cũng khiến hắn phải giật mình. Mà đúng lúc này, chồn nhỏ lại phát ra một tiếng gầm dài, chít. Nó bỗng nhiên nhảy ra khỏi bả vai hắn, xông thẳng về phía hai con yêu xà. Hương hương về mau, Dương Bách Xuyên kinh hãi, tuy rằng hắn biết sau khi chồn nhỏ tiến vào sơn hải giới nó đã cắn nuốt thiên tài địa bảo nên huyết mạch của nó đã tiến hóa, mạnh lên không ít. Nó có thể thoát khỏi sự truy đuổi của rất nhiều cao thủ nguyên anh, với bản lĩnh cỡ đó thì dù có là cao thủ nguyên anh trung kỳ cũng không thể sánh bằng, nhưng bởi hắn chưa từng nhìn thấy bản lĩnh đặc biệt gì của chồn nhỏ nên trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Khoảnh khắc tiếp theo, Dương Bách Xuyên lập tức trừng lớn hai mắt. Chít chít. Xì xì. Chợt thấy cơ thể như mèo con của chồn nhỏ tăng lên một cỡ ở giữa không trung chỉ trong nháy mắt, rồi sau đó tứ chi duỗi ra những chiếc móng cực kỳ sắc bén. Đây là thiên phú mà Dương Bách Xuyên nhìn thấy sau lần tiến hóa đầu tiên của chồn nhỏ, giống như biến thân vậy, không quá ngạc nhiên. Điều khiến hắn phải trừng lớn hai mắt chính là biểu hiện tiếp theo của chồn nhỏ phải gọi là cực kỳ hung mãnh. Nó lại biến mất ở ngay giữa không trung. Đúng vậy, hoàn toàn biến mất không còn thấy đâu nữa, không phải tốc độ quá nhanh mà là biến mất luôn, ngay cả hơi thở cũng không còn thấy đâu nữa. Nếu không phải Dương Bách Xuyên và chồn nhỏ có liên kết cảm ứng thần hồn, hắn cảm giác được rằng chồn nhỏ vẫn còn ở đây, Dương Bách Xuyên sẽ cho rằng chồn nhỏ đã thực sự biến mất. Ngay sau đó chợt nghe thấy hai con yêu xà của Trần Thiên Bình phát ra mấy tiếng rên rỉ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một loạt âm thanh chói tai vang lên, giống như tiếng dao cắt qua vải vậy. Trong tầm mắt của mình, Dương Bách Xuyên nhìn thấy thân mình vốn không dài lắm của hai con yêu xà đang xông lên của Trần Thiên Bình bị đứt ra thành 7-8 khúc, rơi xuống đất. Ngay sau đó thân hình của chồn nhỏ xuất hiện, nó trực tiếp há miệng nuốt sống mấy khúc bị đứt của hai con yêu xà vào bụng. Chít chít. Mồm kêu chít chít vài tiếng, ngay lập tức quay trở lại bả vai của Dương Bách Xuyên, nghe tiếng thì có vẻ như nó đang nói với Dương Bách Xuyên rằng, có thấy ta lợi hại không? Dương Bách Xuyên phục hồi tinh thần lại, trong lòng vô cùng khiếp sợ, hiện tại hắn đã xác định được chồn nhỏ có thiên phú thần thông mới, khả năng tàng hình trong nháy mắt. Thiên phú này quá nghịch thiên, hơi thở sẽ biến mất mà không để lại chút dấu vết nào. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng biết được tại sao chồn nhỏ lại có thể thoát khỏi sự đuổi bắt của rất nhiều cao thủ nguyên anh. Với thiên phú tàng hình cỡ này, cộng thêm tốc độ của bản thân chồn nhỏ, người bình thường quả thật không thể nào bắt được chồn nhỏ. Giờ phút này, một người toàn thân run rẩy, sắc mặt xanh trắng đan xen, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Tiểu Thanh Tiểu Hồng, a, cục cưng của ta, nghiệt xúc ta giết ngươi. Người này chính là Trần Thiên Bình. Yêu xà mà ông ta đã nuôi dưỡng trăm năm bị chồn nhỏ cắt thành 7-8 khúc, hơn nữa còn nuốt chửng toàn bộ, điều này khiến Trần Thiên Bình phát điên.
Ông ta nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo khí thế rời non lấp biển vung hai trưởng về phía Dương Bách Xuyên, năng lượng cường đại chợt xuất hiện, quanh thân bắt đầu nổi lên gió lớn. Đúng là cơ hội tốt, chân áp, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Trần Thiên Bình hoàn toàn nổi khùng thì biết ngay là ông ta đã mất đi lý trí. Trạng thái này nhìn thì có vẻ hung mãnh đấy nhưng thật ra nó lại chồng chất sơ hở, đối với tu chân giả mà nói, tìm ra sơ hở là có thể giết chết đối thủ chỉ trong một kích. Ngũ hành chi bản trong lĩnh vực đã được sư phụ gia trì, sau khi nói ra hai chữ chân áp, nó lại xuất hiện ở trên người Trần Thiên Bình lần thứ hai. Dương Bách Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Bình, nhìn thấy ông ta toàn thân chấn động thì biết ngay là mình đã chấn áp thành công. Trần Thiên Bình bị chấn áp trong thời gian ngắn nên không thể động đậy được, đối với Dương Bách Xuyên thế là đủ rồi. Hắn bắt đầu vận chuyển thân pháp thần thông chỉ xích thiên nhai công, lập tức áp sát Trần Thiên Bình rồi giơ kiếm đổ long lên, dùng hết sức tung ra một kích bổ đôi hoa sơn, thuận thế chém ra một kiếm về phía Trần Thiên Bình. Quỳnh! A! À. Có sư phụ đang âm thầm trấn áp Trần Thiên Bình, cộng với ngũ hành chi lực trong lĩnh vực, ông ta sẽ không thể cử động được thân thể, chỉ có thể chờ bị giết chết. Chỉ bằng một kiếm, Dương Bách Xuyên trực tiếp phá hủy nguồn năng lượng cường đại tập trung trong tay của Trần Thiên Bình, phát ra một tiếng rung động trầm đục, uy thế không giảm trực tiếp chém đôi Trần Thiên Bình thành hai nửa. Oanh! Thi thể của Trần Thiên Bình ngã xuống đất. Nhưng mà lúc này lại có một bóng người bé xíu màu trắng ngà bay ra từ thi thể của ông ta, chính là Trần Thiên Bình phiên bản thu nhỏ, nó lập tức bay vút ra xa khoảng mười mấy mét. Đó là nguyên anh của Trần Thiên Bình, tuy rằng một kiếm kia đã phá hủy thể xác của ông ta nhưng lại không phá hủy được nguyên anh, vậy nên nguyên anh mới chạy thoát được. Hừ, muốn chạy trốn à, không có cửa đâu. Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng. Khi hắn đang chuẩn bị điều động sức mạnh lĩnh vực để giam cầm nguyên anh của Trần Thiên Bình lại thì... Chít! Đúng lúc này chồn nhỏ chợt nhảy vọt lên khỏi bả vai của Dương Bách Xuyên, ngay sau đó nó xuất hiện ở bên cạnh nguyên anh của Trần Thiên Bình. A, à, đừng mà, đừng mà! Trần Thiên Bình ở trạng thái nguyên anh vừa nhìn thấy chồn nhỏ há to miệng ra thì lập tức kêu lớn. Khi nguyên anh đã rời khỏi cơ thể thì chỉ là hổ giấy mà thôi. Không chỉ chồn nhỏ có thể giết mà bất kỳ một tu sĩ kim đan nào cũng có thể giết chết nguyên anh. Nguyên anh chính là năng lượng thần hồn thuần khiết. Chít! A! À. Cuối cùng nguyên anh của Trần Thiên Bình vẫn bị chồn nhỏ nuốt chửng bằng một ngụm. Ngay sau đó chồn nhỏ lại quay về bả vai của Dương Bách Xuyên, ợ lên một cái, như thể nó vừa ăn no căng vậy. Một màn này khiến cho tất cả mọi người sởn cả gai ốc. Nhìn Dương Bách Xuyên và linh thú chồn nhỏ của hắn, một số người bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cắn nuốt nguyên anh là điều cấm kỵ trong giới tu giả, sẽ bị tu giả trên khắp thiên hạ khinh bỉ đuổi giết, bị coi là ma đạo. May mắn thay Dương Bách Xuyên không phải là kẻ đã cắn nuốt nguyên anh, nhưng người ta vẫn sẽ đổ hết chuyện này lên đầu Dương Bách Xuyên. Ma đầu, mọi người mau hợp sức giết chết Dương Bách Xuyên, hắn điều khiển linh thú cắn nuốt nguyên anh. Đây là ma đầu, giết hắn. Lúc này trong lòng Thường Bộ Tể thật sự rất khiếp sợ. Sau khi hắn ta nhìn thấy kết cục của Trần Thiên Bình, hắn ta bắt đầu nảy sinh suy nghĩ muốn rút lui, nhưng hắn ta cũng biết rằng Dương Bách Xuyên sẽ không bỏ qua cho mình đâu, vậy nên hắn ta lập tức xúi giục mọi người giết chết ma đầu, nhân cơ hội đó trốn thoát. Dương Bách Xuyên quay người lại thì trông thấy có mấy kẻ không sợ chết đang tiến về phía hắn, mà Thường Bộ Tể lại đang lui dần về phía sau. Thường Bộ Tể, người muốn trên à? Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, sức mạnh lĩnh vực bắt đầu phóng ra từ cơ thể, lập tức bao phủ Thường Bộ Tể trong phạm vi 20 mét. Thường Bộ Tể nghe thấy âm thanh của Dương Bách Xuyên, toàn thân nổi hết da gà, dưới chân càng thêm nhanh, quay người chạy trốn. Nhưng đột nhiên ông ta cảm thấy một loại áp lực khủng bố bao phủ lấy thần hồn, thân thể chấn động, bị chấn áp cưỡng ép dừng lại. A! À. Thường Bộ Tể đã biết Dương Bách Xuyên có cổ quái từ trước, vượt qua tu sĩ kim đan bình thường, nếu không ông ta cũng sẽ không cẩn thận quan sát, ra tay đối phó Dương Bách Xuyên từ lâu. Bây giờ cảm giác được loại uy áp đè ở trên người giống như núi cao, cũng không quan tâm điều gì nữa, trực tiếp đốt cháy tinh huyết chuẩn bị chạy trốn. Rầm rầm. Nhưng còn không chờ ông ta thúc giục tinh huyết, trên người đã bị trúng hai chiêu. Phụt. Phun ra một ngụm máu. Trong lòng Thường Bộ Tể vô cùng kinh sợ, thân thể đột nhiên bị ép dừng lại, cứng đờ bị đâm hai thương.
Cũng mau ông ta là nguyên anh trung kỳ, mặc dù hộc máu nhưng hai thương này không đâm thủng thân thể, chỉ bị chân khí phản vệ hộc máu. Lão già, ta đã từng nói chỉ cần có thể tồn tại ra ngoài sẽ nghiền nát xương của ba tên chó các ngươi thành tro, bây giờ đến lượt ngươi. Nhìn thấy Thường Bộ Tể muốn chạy trốn, Dương Bách Xuyên làm sao có thể để ông ta chạy được. Lực lượng ngũ hành trong lĩnh vực được sư phụ âm thầm trấn áp, thao tác hai con rối trực tiếp chặn đứng trước người của Thường Bộ Tể. Sau đó Dương Bách Xuyên lắc mình đuổi theo Thường Bộ Tể, nói xong trực tiếp nện một quyền lên trên đầu ông ta. Bốp! Thường Bộ Tể bị Dương Bách Xuyên đánh nát đầu như dưa hấu. Ngay sau đó bay ra một đạo ánh sáng trắng sữa, nhanh chóng bay ra khỏi cơ thể của Thường Bộ Tể. Đây chính là Thường Bộ Tể phiên bản bỏ túi, là nguyên anh của ông ta, chỉ cần nguyên anh không bị diệt, ông ta có thể tìm vật dẫn để chiếm đoạt sống sót. Chít! Sau đó không cần Dương Bách Xuyên ra tay, chồn nhỏ kêu to lên, thân thể nho nhỏ nhảy dựng lên, trực tiếp nhào đến thi thể của nguyên anh, giống như chồn nhỏ đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. A, không! Thường Bộ Tể hoảng sợ kêu to. Sau đó bị chồn nhỏ nuốt chửng, xong rồi trở về trên vai của Dương Bách Xuyên. Chồn nhỏ trực tiếp cắn nuốt tên nguyên anh này làm cho Dương Bách Xuyên không khỏi nhíu mày. Nguyên anh chính là người phiên bản bỏ túi, mặc dù năng lượng cường đại nhưng ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, chồn nhỏ đang ăn người. Hắn có chút không thích cách chồn nhỏ nuốt sống nguyên anh. Nhưng lúc này đang ở trên chiến trường, không có thời gian giáo dục chồn nhỏ. Đừng nói là chủ nhân như Dương Bách Xuyên không thích, ngay cả những người khác nhìn thấy chồn nhỏ nuốt sống nguyên anh, một đám không nhịn được lạnh run người. Lúc này, 9 tên nguyên anh sơ kỳ nhanh chóng lao đến tấn công. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, kiếm đồ long hóa thành một đạo tia chớp, tay phải thi triển 3 chiêu thủ cốt. Ầm ầm ầm. A a a. Nếu vẫn muốn tìm chết, vậy chết đi. Hôm nay Lập Uy chắc chắn sẽ nổi danh ở La Phù, cũng là lúc Dương Bách Xuyên phát ra âm thanh của mình từ sau khi đi vào Sơn Hải giới. Cao thủ Nguyên Anh trung kỳ đã bị hắn giết chết 4 người, nói gì đến đám người tu chân Nguyên Anh sơ kỳ này. Hơn nữa ở trong lĩnh vực ưu thế của mình, giết những người này hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Kiếm khí tung hoành, thần thông thủ cốt gầm rú rung trời. Gió cát bay đầy trời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết. 9 tên người tu chân Nguyên Anh sơ kỳ ngã xuống mặt đất, mất đi sự sống, đáng sợ hơn hơi thở Nguyên Anh của bọn họ cũng biến mất không thấy. Mọi người nhìn về phía chồn nhỏ trên bả vai của Dương Bách Xuyên, lúc này chồn nhỏ ngồi xổm trên bản vai của Dương Bách Xuyên, bụng no căng, nguyên anh của những người này đều bị chồn nhỏ cắn nuốt. Cũng không biết là ai lên tiếng, ác ma. Hai chữ vừa vang lên, người bên ngoài đứng xem cuộc chiến giống như chim sợ cành cong biến mất không thấy. Cuối cùng mọi người cũng biết rõ, Dương Bách Xuyên tuyệt đối không chỉ là một kim đan đại viên mãn như mặt ngoài. Hơn nữa chồn nhỏ còn cắn nuốt nguyên anh, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Một người một chồn giống như yêu ma hóa thân, người nào chọc người đó xong đời. Lúc này không còn ai dám nhớ thương chồn nhỏ cùng thiên tài địa bảo trên người của Dương Bách Xuyên, mặc dù những thứ đó rất tốt nhưng phải có mạng mới hưởng thụ được. Rất nhiều tu sĩ nguyên anh ở đây đều tham gia đuổi bắt chồn nhỏ, cho dù vừa rồi không ra tay với Dương Bách Xuyên nhưng lúc này một đám đều chột dạ. Không nói đến Dương Bách Xuyên chém liên tiếp 4 cao thủ Nguyên Anh trung kỳ và 9 tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, chỉ cần linh thú chồn nhỏ của hắn bày ra bản lĩnh ẩn thân giết địch cũng làm cho rất nhiều người ở đây sợ hãi. Chồn nhỏ có thiên phú ẩn thân giết địch, hôm nay Dương Bách Xuyên mới biết được. Có lẽ thần hồn của nó được sư phụ chữa khỏi, thân thể tu vi khôi phục mới bày ra thiên phú, cũng không biết chồn nhỏ còn có thiên phú thần bí nào nữa, Dương Bách Xuyên cũng rất tò mò. Đám người kiêu ngạo tham lam đều bị Dương Bách Xuyên giết chết, hạng người đứng xem muốn đầu cơ trục lợi đều bị sư hung hãn của Dương Bách Xuyên dọa sợ, bỏ chạy tán loạn. Lúc này giữa sân chỉ còn lại Lê Nặc cùng với 7-8 người được bà mang đến, còn có một người đàn ông vạm vỡ đen như người châu Phi, Ba Đồ. Lê Nặc và Ba Đồ đều là cao thủ Nguyên Anh trung kỳ. Hiện tại ở núi La Phù, tu vi Nguyên Anh trung kỳ coi như đứng đầu, còn chưa từng xuất hiện cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ. Dương Bách Xuyên nhìn bóng dáng biến mất của những người đó, khóe miệng cong lên một độ cung.
Quả nhiên là thế giới cường giả vi tôn, sát nhân sợ sát nhân. Hôm nay giết người lập uy rất thành công. Sau đó Dương Bách Xuyên phất tay thu hồi hai con rối đen trắng, xóa bỏ lĩnh vực. Quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Lê Nặc, Dương Bách Xuyên đi về hướng của bà. Người phụ nữ này ngoại trừ có vẻ đẹp ra, còn là một người có lòng dạ có trí tuệ, cũng là một nữ cao thủ đáng giá tôn kính. Mặc kệ hôm nay Lệ Nặc đi ra ngoài giúp mình vì mục đích gì, tính lên đều là ân tình, Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ nhớ kỹ ân tình của bà ấy. Lúc đi đến chỗ Lê Nặc, chồn nhỏ trên vai khua chân múa tay, nói cho Dương Bách Xuyên. Lê Nặc và ba đồ kia cũng từng truy đuổi nó. Dương Bách Xuyên trấn an chồn nhỏ, thật ra trong lòng cũng hiểu rõ, chồn nhỏ bày ra thiên phú tầm bảo, chỉ cần là người đi vào núi La Phù, không ai không đỏ mắt thèm thuồng. Nếu đổi ngược lại hắn cũng sẽ đuổi theo bắt chồn nhỏ, vì vậy đối với việc Lê Nặc và ba đồ từng đuổi bắt chồn nhỏ, Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ gì. Nhưng lúc đi qua, hắn nheo mắt lại, bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt nóng rực của bà khi nhìn chằm chằm chồn nhỏ. Trong lòng nở nụ cười lạnh lùng, chỉ mong ngươi đừng tính kê lên chồn nhỏ, ta đã coi ngươi thành bằng hữu, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Trong lòng nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên đi qua ôm quyền nói, đa tạ đại thành chủ ra tay giúp đỡ. Dương Bách Xuyên vẫn nói lời cảm ơn cùng với lễ tiết, nhưng âm thanh lại rất lạnh nhạt. Lê Nặc vốn đang nhìn chằm chằm chồn nhỏ trên vai Dương Bách Xuyên, bị âm thanh không mặn không nhạt của Dương Bách Xuyên đánh gãy. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Dương Bách Xuyên liền biết chuyện không ổn, có lẽ bà nhìn chằm chằm chồn nhỏ làm Dương Bách Xuyên hiểu lầm. Vội vàng nói, hiện tại ngươi cũng là người của thành tán tu, cũng là phó thành chủ, mọi người đều là người một nhà. Nếu không chê ngươi có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ, hơn nữa ta cũng không giúp được gì, ngươi khách khí làm gì. Rất nhanh Lê Nặc lấy lại bình tĩnh, dùng giọng điệu mềm mại tràn ngập từ tính, trên mặt nở nụ cười nói chuyện với Dương Bách Xuyên. Nghe thấy Lê Nặc lôi kéo làm quen, mặc dù hiểu rõ vì sao nhưng Dương Bách Xuyên nghe được vẫn rất thoải mái, hắn cũng không phải hạng người so đo tính toán chi ly, nhếch miệng cười hô, vậy ta gọi ngươi một tiếng Lê tỷ tỷ. Trên đời này ra đã mất đi một người thân, có thể có một đệ đệ như ngươi là một chuyện tốt. Lê Nặc nở nụ cười. Lúc này ba đồ mở miệng nói, Dương huynh đệ rất lợi hại, ba đồ bội phục. Qua trận chiến hôm nay, chắc chắn danh tiếng của Dương huynh đệ sẽ vang danh khắp La Phù, thậm chí nổi danh toàn sơn hải giới. Bề ngoài của ba đồ nhìn như thô cuồng, nhưng tâm tư lại rất thấu đáo. Hôm nay hắn ta tận mắt nhìn thấy thủ đoạn cường hãn của Dương Bách Xuyên, trong lòng nghĩ mà sợ. May mắn Lê Nặc xuất hiện ngăn cản hắn ta, nếu không lúc này trong số thi thể nằm trên mặt đất sẽ có thêm ba đồ. Về phương diện khác, ba đồ hiểu biết rất rõ Lê Nặc. Đừng nhìn Lê Nặc chỉ là nguyên anh trung kỳ, ở khắp sơn hải giới mà nói không tính là cao thủ, nhưng Lê Nặc lại có ánh mắt xem người kết giao người rất độc đáo, không ít cao thủ nguyên anh hậu kỳ là bằng hữu của Lê Nặc. Chỉ cần là người bị Lê Nặc coi trọng, tất cả đều không phải là hạng người đơn giản. Vì vậy ba đồ cũng muốn tạo dựng mối quan hệ với Dương Bách Xuyên, ít nhất đừng làm Dương Bách Xuyên ghi hận những lời uy hiếp lúc trước của hắn ta vào trong lòng. Dương Bách Xuyên bật cười ha ha. Tất nhiên hắn nhìn thấu ý đồ của ba đồ, cũng xem trọng liếc nhìn người đàn ông vạm vỡ này. Nếu ba đồ cố ý tạo quan hệ với chính mình, hắn cũng không phải loại người nhỏ mọn, hơn nữa quen biết nhiều người cũng có lợi cho việc hỏi thăm tung tích bạn bè thân nhân. Hôm nay giết không ít kẻ thù, có kẻ thù hiển nhiên cũng cần bạn bè, nhếch miệng cười nói, ba đồ đại ca, hôm nay ta cũng chỉ bất đắc dĩ mới làm vậy. Các ngươi cũng thấy được, ta không giết người, người giết ta. Hơn nữa luôn có người nhớ thương chồn nhỏ của ta cũng không có cách nào đúng không? Nghe thấy những lời này làm cho ba đồ và Lê Nặc có chút xấu hổ, bọn họ cũng từng tham gia đuổi bắt chồn nhỏ. Ba đồ khụ khụ cười gượng, lại không biết nói như thế nào, chỉ có thể cười làm lành, nói, lúc trước đều là hiểu lầm, ta cũng không biết chồn nhỏ là linh thú của Dương huynh đệ, nếu không cũng sẽ khụ khụ. Ta biết, vì vậy ba đồ đại ca không cần để ý. Ta cũng sẽ không để trong lòng. Dương Bách Xuyên cười nói, coi như thử ba đồ một chút, xem phản ứng của hắn như thế nào. Ba đồ không còn nhớ thương chồn nhỏ nữa, nên há mồm gọi ba đồ đại ca. Ba đồ vui vẻ trong lòng, cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, một tiếng gọi ba đồ đại ca của Dương Bách Xuyên cũng chân thật hơn một ít,
vội vàng vỗ ngực tỏ vẻ sau này Dương Bách Xuyên chính là huynh đệ của hắn ta. Lê Bạc cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói vừa rồi của Dương Bách Xuyên, nhìn như vui đùa, thật ra vừa thử vừa có ý cảnh cáo, đừng đánh ý nổ lên linh thú của hắn. Nhưng trong lòng Lê Nặc có chuyện, thật sự không thể thiếu được Chồn Tầm Bảo, trầm mặc một lúc, Lê Nặc mở miệng nói, Xuyên đệ đệ, có thể nói chuyện một lúc không, tỷ tỷ có chuyện muốn thương lượng với đệ. Được, Dương Bách Xuyên bình tĩnh đồng ý. Ba đồ và mấy người Lê Nặc mang đến thức thời tránh sang một bên. Chờ sau khi mọi người rời đi, Dương Bách Xuyên nhìn Lê Nặc, nói, nếu ta gọi tỷ một tiếng Lê tỷ tỷ, tỷ gọi ta một tiếng đệ đệ, chúng ta chính là thân nhân bạn bè, có việc gì tỷ cứ nói thẳng, hơn nữa ta cũng rất tò mò, tại sao tỷ lại muốn mạo hiểm đắc tội người của mấy tông môn lớn đứng ra giúp ta. Đừng nói cho ta ta là phó thành chủ thành tán tu, ta không phải trẻ con. Dương Bách Xuyên không muốn vòng vo, trước khi Lê Nặc mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề. Ngược lại Lê Nặc nghẹn lời, suy nghĩ đã nghĩ trước trong đầu bị nghẹn chết ở bụng, không biết nên nói từ đâu. Nhưng dù sao bà cũng là người trải qua sóng gió, hít một hơi thật sâu cười nói, xem ra ta nhận một đệ đệ như đệ là kiếm lời, đệ còn thông minh hơn, cường đại hơn những gì ta nghĩ. Quả thật ta đứng ra giúp đệ không đơn giản vì đệ gia nhập thành tán tu, tất nhiên cũng không thể thiếu nguyên nhân này. Lê Nặc này làm việc làm đệ có thể giao bạn bè bốn phương. Nếu chút đảm đương này không có, thành tán tu đã bị hủy mấy chục lần từ lâu, vì vậy đứng ra giúp đệ là điều đương nhiên. Một lý do khác là vì linh thú Chồn Tầm Bảo của đệ. Lê Nặc nói đến đây, chồn nhỏ kêu chít chít, Dương Bách Xuyên cũng lạnh mặt, trong lòng thất vọng, sau đó trầm giọng nói, Lê tỷ tỷ cũng muốn chồn nhỏ của ta. Dương Bách Xuyên lạnh giọng nói, Lê Nặc cười khổ, sau đó nói, nếu đệ đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta cũng thẳng thắn thành khẩn. Mặc dù ta vì chồn nhỏ của đệ, nhưng tuyệt đối không phải muốn thương tổn hay chiếm chồn nhỏ làm của riêng như đệ tưởng tượng. Thật ra ta có chuyện cần hoàn thành phải mượn chồn nhỏ của đệ, tỷ tỷ nói như vậy đệ có thể hiểu không? Nghe thấy Lê Nặc nói như vậy, Dương Bách Xuyên sửng sốt, nghĩ lại cũng đúng, ít nhất Lê Nặc không lừa dối hắn, mà là nói thẳng mục đích ra, điều này làm cho Dương Bách Xuyên dễ chịu không ít. Hắn rất hận người khác phản bội hay ngấm ngầm dở chiêu trò. Có chuyện gì tỷ nói đi, chỉ cần chồn nhỏ có thể làm được, ta làm chồn nhỏ giúp tỷ. Cuối cùng Dương Bách Xuyên vẫn quyết định giúp Lê Nặc, tất nhiên tiền đề là hắn hoặc chồn nhỏ có thể làm được. Chuyện quá mức nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không để chồn nhỏ mạo hiểm. Có thể làm được cũng coi như trả ân tình cho Lê Nặc. Dù sao nói đi nói lại, từ khi quen biết Lê Nặc đến giờ, hắn có ấn tượng không tồi về bà ấy. Lê Nặc nghe vậy, trong lòng vui vẻ, cười nói, thật ra rất đơn giản, phát huy thiên phú của con chồn này Tầm Bảo. Tầm Bảo, Dương Bách Xuyên nghi hoặc chờ Lê Nặc nói tiếp, nếu không nói rõ hắn sẽ không làm. Đúng vậy, Tầm Bảo, là như này, trăm năm trước lúc núi La Phù mở ra, ta có được một cuốn gia thú. Bên trên ghi lại đạo cung La Phù chân chính, chỉ tiếc ta chỉ có thể tìm được ngọn núi. Nhưng lại không tìm được lối vào, mà chồn tầm bảo của đệ có thiên phú dị bẩm, có lẽ có thể tìm được lối vào đạo cung La Phù. Có lẽ đệ còn không biết, mặc dù nơi này là núi La Phù, có rất nhiều di tích tu chân, nhưng lại không phải là trung tâm La Phù chân chính, trung tâm La Phỉ chân chính chính là đạo cung La Phù. Ta đã tìm kiếm vô số năm, đáng tiếc không tìm thấy bất cứ dấu vết nào, dần dần mọi người cho rằng đạo cung La Phù đã biến mất, hoặc không tồn tại. Hoặc coi những di tích bên ngoài kia là đạo cung La Phù. Nếu không có được tấm gia thú kia, ta cũng giống như những người khác, nhưng sau khi có được tấm gia thú làm ta biết được đạo cung La Phù nằm ở một không gian khác của núi La Phù. Trên gia thú đã ghi lại rất rõ ràng tất cả về đạo cung La Phù chân chính. Sau đó ta đi tìm, trăm năm trước đã từng đi tìm, tìm đến gần được ngọn núi kia. Dựa theo ghi chép của gia thú, đạo cung La Phù nằm ở trong ngọn núi kia. Hoặc nói cách khác ngọn núi kia chính là lối vào, nếu ngọn núi kia tồn tại, vậy đạo cung La Phù cũng tồn tại. Dựa theo ghi chép, đạo cung La Phù chân chính là một động phủ của một cường giả tên là đạo quân La Phù, sau khi tu thành đại đạo đã rời khỏi Sơn Hải giới đi đến thế giới khác. Trong đạo cung La Phù có vô số linh dược, đan dược tạo hóa, có rất nhiều bí thuật thần thông, không thể nghi ngờ, đạo cung La Phù chính là một bảo khố. Đệ cũng biết tu luyện càng đến hậu kỳ thì càng gian nan,
ta dừng lại rất lâu ở Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong rồi, nếu không đột phá được, cơ năng của thân thể sẽ xảy ra vấn đề, đến lúc đó cho dù Nguyên Anh không tắt, cũng sẽ là một kiếp nạn lớn, vì vậy ra muốn đột phá bình cảnh. Đạo cung La Phù chính là cơ hội của ta, hơn nữa cũng là cơ hội của đệ, tỷ tỷ không phải người ích kỷ, bây giờ ta đang mời đệ cùng tìm kiếm đạo cung La Phù. Nếu lấy được bất cứ thiên tài địa bảo gì ở bên trong, ta thề sẽ không thiếu đệ nửa phần. Hiện tại đệ cũng là kim đan đại viên mãn, bước tiếp theo sẽ là Nguyên Anh, chắc chắn sẽ cần một lượng lớn linh đan bảo dược. Vì vậy đối với ta hay đệ, đây chính là cơ duyên. Chỉ cần đệ có thể để chồn nhỏ tìm được lối vào đạo cung La Phù, sau khi tiến vào đệ không cần làm gì cả, tỷ tỷ đều tính công cho đệ, đệ xem vậy có được không? Cuối cùng Lê Nặc cũng nói xong, sau đó dùng ánh mắt chờ đợi nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, chờ đợi Dương Bách Xuyên cho bà một câu trả lời. Nói thật nếu đạo cung La Phù gì đó mà Lê Nặc nói là thật, Dương Bách Xuyên cũng rất động tâm. Quả thật giống như những gì Lê Nặc nói, tu luyện càng đến hậu kỳ càng gian nan, lượng linh khí cần sẽ rất lớn, đặc biệt hắn muốn tăng tu vi lên một giai sẽ cần nhiều gấp mấy lần người khác, vô cùng khó khăn. Nhưng hắn cũng không phải tay mơ mới vào nghề, mặc dù Lê Nặc nói rất chân thành, nhưng hắn cũng sẽ không tin hoàn toàn. Nhưng nếu không đồng ý, chắc chắn sẽ đắc tội Lê Nặc. Chưa nói đến hắn cảm nhận được Lê Nặc không phải là Nguyên Anh trung kỳ đơn giản như vậy, hơn nữa Lê Nặc cũng có ý tốt, đối xử với hắn cũng không tệ lắm, không thể từ chối. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng không yên tâm, rốt cuộc 7-8 người bên cạnh Lê Nặc đều nghe lệnh bà ấy, hắn lại một mình, luôn có cảm giác không an toàn. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, đột nhiên cả người của Dương Bách Xuyên chấn động, sau đó vui vẻ, nghe được một tiếng gầm dài, growl. Vừa rồi còn đang suy nghĩ chính mình chỉ một thân một mình, không nghĩ đến tọa kỵ đã xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một tia chớp toàn thân tuyết trắng bay đến, không phải tọa kỵ yêu vương phong lôi biến dị tiểu bạch của hắn thì là ai? Chờ tiểu bạch bay đến gần, Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, trên lưng của tiểu bạch có người, đúng là Diệp Vô Tâm. Không nghĩ đến tiểu bạch tìm được Diệp Vô Tâm rồi, lại còn trở đến nơi này. Chủ nhân, tiểu yêu tìm được chủ mẫu đại nhân rồi, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện ngài. Tiểu Bạch dùng tinh thần lực nói chuyện, chính là lúc đó chính mình bị ba lão bất tử giản hóa phàm bức ép đi vào hố to kết giới làm tiểu Bạch chạy trốn. Thứ này cũng coi như có lương tâm, đi tìm Diệp Vô Tâm để cứu viện cho Dương Bách Xuyên. Sau khi hạ xuống, sau khi Diệp Vô Tâm nhìn thấy Dương Bách Xuyên, đôi mắt sưng đỏ lập tức hồng lên, nước mắt đong đầy hốc mắt, bay xuống. Nhào về phía Dương Bách Xuyên. Ngươi, không sao chứ? Diệp Vô Tâm run rẩy hỏi, sau khi Tiểu Bạch tìm được nàng, nói Dương Bách Xuyên bị ba Nguyên Anh chèn ép bức ép, linh hồn của Diệp Vô Tâm run sợ, lo lắng đuổi đến đây. Dương Bách Xuyên nghe thấy giọng nói run rẩy và ánh mắt lo lắng của Diệp Vô Tâm, trong lòng ấm nóng, giơ tay nắm chặt lấy tay của Diệp Vô Tâm, không có việc gì. Được Diệp ma đầu quan tâm lo lắng, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất hạnh phúc. Có Lê Nặc ở bên cạnh, hắn cũng không tiện quá lộ liễu, chỉ dịu dàng đáp lại Diệp Vô Tâm một tiếng, ánh mắt của hắn đã nói lên tất cả. Không sao, không sao. Diệp Vô Tâm cũng lấy lại tinh thần, mặt nàng đỏ lên, nàng cũng không biết bản thân mình làm sao vậy, vừa nghe tin Dương Bách Xuyên bị cao thủ Nguyên Anh trung kỳ bao vây tấn công. Trong lòng nàng lập tức rối loạn, hiện tại nhìn thấy Dương Bách Xuyên không sao, trái tim đang treo lơ lửng của nàng rốt cuộc cũng buông xuống. Mà Dương Bách Xuyên nhìn thấy Diệp Vô Tâm, đột nhiên hắn nghĩ tới làm thế nào để tiếp tục chủ đề đang nói dở với Lê Nặc. Vừa rồi còn chỉ có một mình đơn độc nên hắn cũng không dám tin tưởng Lê Nặc để theo bà đi tìm đạo cung La Phù, nhưng hiện tại Diệp Vô Tâm xuất hiện, Dương Bách Xuyên lại kiên định. So với Lê Nặc thì Dương Bách Xuyên tin tưởng Diệp Vô Tâm hơn. Không vì cái gì khác, đơn giản là Diệp ma đầu không ngại nguy hiểm, 5 lần 7 lượt cứu hắn là đủ rồi. Đừng nói tới trong sâu thẳm trái tim, Dương Bách Xuyên luôn có một cảm giác thân thiết không thể giải thích được với Diệp ma đầu. Vì thế hắn chuẩn bị gọi Diệp Vô Tâm đi cùng, đương nhiên với điều kiện Lê Nặc sẽ đồng ý, nhưng chắc là bà sẽ không từ chối. Vừa nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên đã hỏi Lê Nặc, Lê tỷ tỷ, ta đồng ý để chồn nhỏ đi tìm đạo cung La Phù với tỷ, nhưng ta có một điều kiện, mong Lê tỷ tỷ đáp ứng. Lê Nặc giật mình, sau đó đáp, ngươi nói. Ta muốn để Diệp Vô Tâm cùng đi.
Dương Bách Xuyên nói thẳng. Lê Nặc cười híp mắt nhìn Dương Bách Xuyên, bà biết để Diệp Vô Tâm cùng đi đồng nghĩa với việc Thương hội Thiên Diệp sẽ tham gia, nghĩ lại thì cũng không có gì, dù sao thì quan hệ của Thương hội Thiên Diệp với Thành Tán Tu cũng không tệ, cha của Diệp Vô Tâm Diệp Vô Đạo là người rất khá, sau khi nhìn Diệp Vô Tâm đang đứng ở một bên, Lê Nặc cười cười tiểu nha đầu này không tồi, để nàng đi thêm coi như là mở mang đầu óc. Đa tạ Lê tỷ tỷ, Dương Bách Xuyên vui mừng nói. Mà Diệp Vô Tâm nghe vậy thì có chút hoài nghi, Lê tỷ tỷ, hai người đang nói chuyện gì vậy? Lê Nặc cười đáp, để Dương đệ đệ nói cho ngươi đi. Dương Bách Xuyên nói cho Diệp Vô Tâm nghe chuyện mình và Lê Nặc muốn đi tìm đạo cung La Phù, trong lòng Diệp Vô Tâm thoáng chút vui vẻ, nàng vốn tinh quái nhưng lại rất thông minh, đương nhiên hiểu được Dương Bách Xuyên để nàng đi cùng, chứng minh trong lòng hắn rất tin tưởng nàng. Ba người nói chuyện một lúc, Diệp Ninh cưỡi thuyền phi hành mang theo 6 người hộ vệ của Diệp Vô Tâm tới, sau khi tập trung đông đủ, Lê Nặc đề nghị đi tới đỉnh núi, nơi mà cung điện La Phù tồn tại. Theo như lời của Lê Nặc thì vị trí cung điện La Phù nằm ở một nơi nào đó sâu bên trong ngọn núi, chỉ có một mình bà biết, Dương Bách Xuyên đương nhiên lựa chọn tin Lê Nặc, hắn cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi theo bà là được. Một đoàn người cộng lại cũng gần 19 người. Phía Lê Nặc có thêm 10 người, bên Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm 9 người, trong đó 6 người hộ vệ của Diệp Vô Tâm có tu vi kim đan hậu kỳ được xem là thấp nhất, cộng thêm cao thủ luyện khí sư Diệp Ninh, đừng nghĩ tu vi của Diệp Ninh là nguyên anh sơ kỳ, nhưng Lê Nặc lại rất tôn trọng ông. Ở Sơn Hải Giới, luyện khí sư là một chức nghiệp vô cùng khan hiếm, được rất nhiều người nịnh bợ. Cả đoàn người ngồi trên phi hành thuyền của Diệp Ninh để xuất phát. Dương Bách Xuyên thì cưỡi Yêu Vương Tiểu Bạch của mình. Khoảng chừng sau 3 canh giờ, theo lời chỉ dẫn của Lê Nặc, mọi người xuất hiện tại một đỉnh núi. Sâu bên trong núi La Phù là một dãy núi kéo dài. Vô số các đỉnh núi, có rất nhiều ngọn núi còn không có tên, trông có vẻ không hề tầm thường. Lê Nặc chỉ tay vào ngọn núi cũng không tính là cao, khoảng tầm 100 trượng. Trên núi cỏ cây mọc tùm. Những ngọn núi như vậy có thể nhìn thấy khắp nơi trong dãy La Phù, nếu như bà không nói ngọn núi này là con đường để tiến vào đạo cung La Phù, quyển gia thú trong tay bà không chỉ ra thì chẳng ai để ý tới một ngọn núi như vậy. Trong mắt của tất cả mọi người, đây chính là một dãy núi không thể nào bình thường hơn, chẳng có chỗ nào đặc biệt, vì vậy ngay cả yêu thú cũng không phát hiện ra. Rất khó để tin, ngọn núi này chính là con đường tiến vào đạo cung La Phù. Nhưng Lê Nặc lại cực kỳ chắc chắn, Dương Đệ, ngọn núi này tuyệt đối không sai, đây chính là đỉnh núi mà trong quyển gia thú của ta đã ghi chép lại. Lúc trước, kỳ thật là ta cũng không tin, có điều sau này ta phát hiện nơi này có 9 đỉnh núi được sắp đặt một cách tinh diệu, nhìn thì giống như là tự nhiên sẵn có nhưng thật ra là do người làm. Hai dấu hiệu giao nhau đúng là không hề tầm thường, nhìn riêng lẻ thì rất bình thường, nhưng khi đứng từ xa quan sát thì sẽ phát hiện. 9 ngọn núi này hình thành một trận pháp, giống như 9 thạch trụ thông thiên, vì thế nơi này tuyệt đối không phải dãy núi tầm thường. Chuẩn xác mà nói, 9 ngọn núi này vốn dĩ là một nhưng lại bị người ta chia thành 9, điểm này có thể nhìn ra từ trên bản đồ, đương nhiên là sau này ta cũng mới phát hiện được. Trên tấm bản đồ gia thú có chú thích một câu, cửa cung nằm ở Bàn Long, có thể rất lâu về trước ngọn núi này tên là Bàn Long, là một chỉnh thể, cũng chính là cửa ra vào đạo cung La Phù. Chỉ không biết vì sao lại bị người ta chia thành 9, hiện tại nhìn đơn độc thì không có gì đặc biệt nhưng nếu như quan sát kỹ thì quả thật là rất giống một con rồng đang nằm. Vừa nói, Lê Nặc vừa vẽ 9 ngọn núi trên bản đồ cho Dương Bách Xuyên xem, đây cũng là kết luận mà bà đã rút ra được từ mấy thập kỷ qua. Đợi sau khi Lê Nặc vừa vẽ xong, Dương Bách Xuyên nhìn thấy 9 ngọn núi kia đúng là một chỉnh thể, sau khi nối lại với nhau thì quả thật giống với một con rồng đang nằm. Nếu như đúng theo những gì mà Lê Nặc nói, vậy thì đạo cung La Phù xác thực là ở nơi này, nhưng tìm cửa vào cũng không hề đơn giản. Nhìn Lê Nặc dùng chân khí để vẽ ra 9 ngọn núi giống như in. Dương Bách Xuyên cau mày nói, Lê tỷ tỷ, nếu đúng như lời tỷ nói, vậy thì chúng ta phải tìm cả 9 ngọn núi này hay sao? Trên lý thuyết thì đúng là như vậy, bởi vì nhìn giữa 9 ngọn núi này có vẻ như không liên kết gì với nhau, nhưng nhìn từ đằng xa lại là một chỉnh thể. Có thể nói đây chính là một ngọn núi có 9 đỉnh, tìm đúng là rất khó. Trăm năm trước, khi núi La Phù mở ra, ta đã từng tìm một lần nhưng không đạt được thu hoạch gì.
Ta đã đi qua cả 9 đỉnh núi nhưng không ngờ đây lại là một chỉnh thế, sau khi trở về được mấy chục năm thì ta mới thông suốt được vấn đề này. Sau lần đó tìm kiếm vẫn không có được manh mối gì, nhưng ta tin đạo cung La Phù thực sự tồn tại, không nói tới những thứ khác, chỉ với một điểm đơn giản, 9 ngọn núi này hình thành một bố cục cửu cung tự nhiên. Điều này đã chứng minh tất cả. Tình huống hiện tại là, nếu như 9 ngọn núi này nối liền với nhau thì phải tới 300 dặm, tức là chúng ta cần tìm lối vào trong 300 dặm này, hoặc là nói tìm tất cả 9 ngọn núi. Như vậy rất khó, 2 tháng trước sau khi ta nghe nói trồn tầm bảo xuất hiện thì mới đuổi bắt linh thú của ngươi, chính là để trồn tầm bảo thử tìm đường vào trong đạo cung La Phù, nếu chỉ dựa vào sức người để tìm kiếm cả dãy núi dài 300 mét này, thì không khác nào như mò kim đáy bể. Lê Nặc nói tiếp. Vậy để trồn nhỏ thử xem, nhưng đệ cũng không dám bảo đảm trồn nhỏ sẽ tìm thấy, đến khi đó chỉ mong Lê tỷ tỷ không trách. Dương Bách Xuyên cười nói. Sao có thể, trồn tầm bảo của đệ vốn dĩ đã có thiên phú tìm báu vật, đương nhiên sẽ dễ dàng hơn so với chúng ta, nhưng đạo cung La Phù đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng, cũng không một ai biết tới, càng không có người phát hiện ra núi La Phù chính là một bí mật, tất nhiên là sẽ không dễ dàng tìm thấy như vậy. Nếu không tìm thấy thì chỉ có thể nói chúng ta không có duyên với đạo cung La Phù rồi, không nên cưỡng cầu. Để cứ để trồn nhỏ đi tìm là được, lời nói của Lê Nặc rất có đạo lý. Dương Bách Xuyên gật đầu, hắn dặn dò trồn nhỏ một tiếng, trồn nhỏ phát ra tiếng kêu chi chi, ánh mắt lóe lên tia sáng, tỏ ý đã hiểu. Đối với trồn nhỏ mà nói, tìm bảo vật chính là niềm yêu thích nhất của nó, sau khi Dương Bách Xuyên giao nhiệm vụ. Trồn nhỏ kêu lên đầy thích thú rồi hóa thành một tàn ảnh màu vàng, vụt vào song núi. Tất cả mọi người đi theo sau trồn nhỏ, bọn họ đều rất chờ mong. Ở Sơn Hải Giới, luyện khí sư là một chức nghiệp vô cùng khan hiếm, được rất nhiều người nịnh bợ. Cả đoàn người ngồi trên phi hành thuyền của Diệp Ninh để xuất phát, Dương Bách Xuyên thì cưỡi Yêu Vương Tiểu Bạch của mình. Khoảng chừng sau 3 canh giờ, theo lời chỉ dẫn của Lê Nặc, mọi người xuất hiện tại một đỉnh núi. Sâu bên trong núi La Phù là một dãy núi kéo dài. Vô số các đỉnh núi, có rất nhiều ngọn núi còn không có tên, trông có vẻ không hề tầm thường. Lê Nặc chỉ tay vào ngọn núi cũng không tính là cao, khoảng tầm 100 trượng. Trên núi cỏ cây mọc tùm, những ngọn núi như vậy có thể nhìn thấy khắp nơi trong dãy La Phù, nếu như bà không nói ngọn núi này là con đường để tiến vào đạo cung La Phù. Quyển gia thú trong tay bà không chỉ ra thì chẳng ai để ý tới một ngọn núi như vậy. Trong mắt của tất cả mọi người, đây chính là một dãy núi không thể nào bình thường hơn, chẳng có chỗ nào đặc biệt, vì vậy ngay cả yêu thú cũng không phát hiện ra. Rất khó để tin, ngọn núi này chính là con đường tiến vào đạo cung La Phù, nhưng Lê Nặc lại cực kỳ chắc chắn, Dương Đệ, ngọn núi này tuyệt đối không sai, đây chính là đỉnh núi mà trong quyển gia thú của ta đã ghi chép lại. Trồn nhỏ lao tới trung tâm được bao quanh bởi 9 ngọn núi, Dương Bách Xuyên nghe được trong tiếng giống kéo dài của trồn nhỏ ngập tràn vui sướng, nhất định là đã phát hiện ra điều gì đó. Bóng dáng trồn nhỏ nhanh như tia chớp, rất nhanh đã đến trung tâm của 9 ngọn núi, giờ phút này đám người Dương Bách Xuyên và Lê Nặc đứng ở trong đỉnh núi. Dùng linh thức quan sát, đã thấy toàn thân trồn nhỏ phát ra tinh quang. Sau đó đứng tại chỗ kêu chi chi. Tất cả mọi người đều hiểu được trồn nhỏ phát hiện ra gì đó. 9 ngọn núi thật ra là thế núi hình tròn vần quanh, tổng chiều dài ước chừng 300 mét, mà trung tâm đường kính lại là 50 dặm. Từ trung tâm xuất phát dù đi tới bất kỳ ngọn núi nào cũng có đường kính 50 dặm, mọi người đi theo phía sau trồn nhỏ, trơ mắt nhìn trồn nhỏ đứng ở điểm trung tâm vui vẻ kêu lên. Mọi người mừng rỡ, nhất là Lê Nặc, nàng biết trồn nhỏ tìm được cửa vào đạo cung La Phù chân chính. Dương Bách Xuyên nhìn trồn nhỏ hoan hô nhảy nhót, lại nhìn 9 ngọn núi vần quanh bốn phía, rốt cục hiểu được trồn nhỏ đã phát hiện ra. Hắn hiểu trận pháp chi đạo, nhìn ra nơi này thật ra là một trận pháp, hoặc có thể nói là trong cục diện có bàn long thủ hộ. 9 ngọn núi vốn là một thể, chính là một dãy núi bàn long, hiện tại nhìn thế núi thật ra chính là cục diện bàn long thủ hộ trung tâm. Điểm trung tâm chính là lối vào đạo cung La Phù. Mọi người nhanh chóng chạy tới. Chi chi. Trồn nhỏ nhìn thấy Dương Bách Xuyên đến, kêu lên chi chi, quơ quơ móng vuốt nhỏ, khoa tay múa chân với Dương Bách Xuyên. Không ai biết trồn nhỏ đang nói gì với Dương Bách Xuyên, nhưng tất cả mọi người nhìn ra,
nhất định có phát hiện. Nhưng ở trong mắt mọi người, địa điểm trung tâm trước mắt không có gì đặc biệt, không có môn hộ, ngay cả một cái hang động cũng không có, cũng không biết Dương Bách Xuyên và Trồn Tầm Bảo đang nói gì. Lê Nặc nhíu mày, nàng buông linh thức ra cẩn thận cảm thụ một chút, nơi này không có tồn tại một chút dao động linh khí nào, nàng cũng nghi ngờ, chẳng lẽ Trồn Tầm Bảo không có phát hiện. Nhưng lúc này, đã thấy Trồn nhỏ kêu chi chi với Dương Bách Xuyên, trong lòng đoán được, Trồn nhỏ đã phát hiện ra gì đó, hiện giờ nó đang muốn nói rõ với Dương Bách Xuyên. Đi tới bên cạnh Dương Bách Xuyên, Lê Nặc nhẹ giọng nói, có phải đã phát hiện gì không? Lúc hỏi, mặc dù giọng điệu của Lê Nặc rất thấp, nhưng Dương Bách Xuyên nghe được Lê Nặc rất căng thẳng. Nhưng cũng khó trách, về chuyện cửa vào đạo cung La Phù đã đè nén ở trong lòng nàng trăm năm, nếu không phải ý chí kiên định, e là đã hình thành tâm ma. Căng thẳng là điều không thể tránh khỏi. Mà sau khi Dương Bách Xuyên nghe xong Trồn nhỏ nói lại, hắn nở nụ cười. Đối diện với vẻ ngoài thoải mái của Lê Nặc nhưng thực ra nội tâm lại khẩn trương, Dương Bách Xuyên mỉm cười nói, Lê tỷ tỷ, Trồn nhỏ nói, nơi này chính là chỗ đạo cung La Phù, nhưng muốn tiến vào thì Trồn nhỏ không mở được môn hộ. Trong lòng Lê Nặc buông lỏng, vội vàng hỏi, nó nói thế nào? Vừa rồi nàng dùng linh thức đi cảm nhận cũng không phát hiện ra cái gì, trong lòng thật sự có chút nghi hoặc, nhưng cũng tin tưởng Trồn Tầm Bảo của Dương Bách Xuyên, nàng biết hễ là linh thú thiên phú dị bẩm, thông thường lực cảm giác cũng vượt xa con người, nếu Trồn Tầm Bảo nói nơi này là môn hộ thì đúng là vậy. Chỉ là không biết tại sao nàng không cảm nhận được bất luận sự dao động linh khí nào, theo lý thuyết thì không đúng. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nếu là đạo cung La Phù thần bí, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không trong vô số năm tháng đã sớm bị người ta phát hiện và đi vào rồi, chứ không đợi các nàng đến tìm kiếm. Dương Bách Xuyên nói, Trồn nhỏ nói nó cảm nhận được nơi này có kết giới tồn tại, nhưng nó không mở được. Theo đệ nghĩ, muốn mở môn hộ ra ước chừng không thể dùng sức mạnh hoặc là tìm kiếm đơn thuần, chắc là có cách gì mới có thể mở ra để vào. Đệ vừa mới quan sát thế núi, nếu chín ngọn núi là một dãy núi hoàn chỉnh thì đó chính là cục diện bàn long thủ hộ trung tâm. Cũng là trận pháp tự nhiên, mà hiện tại nhìn bàn long này hay còn gọi là dãy núi chia làm 29 ngọn núi, chắc là bị người nào đó cố ý cắt ngang. Mà có thể bàn long hoàn chỉnh mới là mấu chốt để mở môn hộ, cho nên đệ suy đoán muốn môn hộ đạo cung La Phù xuất hiện, cần phải làm cho dãy núi hoàn chỉnh để cho bàn long này hoàn chỉnh. Lê Nặc nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, ánh mắt càng sáng rực, tu vi của nàng vượt xa Dương Bách Xuyên, kiến thức cũng không kém, nàng biết Dương Bách Xuyên nói rất đáng tin. Xuyên đệ đệ, xem ra trước đây tỷ tỷ đã xem thường đệ, đệ phân tích rất có lý, nghĩ tới nghĩ lui thật đúng là vậy, có lẽ muốn mở môn hộ của đạo cung La Phù, đầu tiên chúng ta phải làm hoàn chỉnh dãy núi, liên kết 9 ngọn núi lại với nhau, khôi phục dãy núi Bản Long, nhưng phải làm sao mới có thể khôi phục dãy núi đây? Lê Nặc khen Dương Bách Xuyên, nhưng cũng hỏi ra chỗ mấu chốt, quả thật dãy núi bị cắt đứt, muốn khôi phục cũng không dễ. Chẳng lẽ phải di chuyển 9 ngọn núi lấp vào những chỗ trông ư? Điều này không thể làm được đâu. Ai có thể di chuyển núi chứ? Nếu như dựa vào những người như các nàng, muốn di chuyển đá lấp đất để lấp đầy hoàn chỉnh khoảng trống giữa 9 ngọn núi thì sẽ mất bao nhiêu thời gian? Một vài năm hay là vài thập kỷ mới có thể làm được đây? Lê Nặc suy nghĩ mà đầu óc như muốn nổ tung. Mà Dương Bách Xuyên thì mỉm cười nói. Lê tỷ tỷ không cần lo lắng, tiểu đệ biết sơ về trận pháp, cho nên có cách khôi phục một dãy núi. Sự tương liên trong một dãy núi là linh mạch, điểm này hoàn thành có thể thông qua bố trí trận pháp, bù đắp làm khơi không giữa dãy núi. Đến lúc đó 9 ngọn núi nhập làm một thể chính là dãy núi Bàn Long sống lại, đến lúc đó có thể thật sự mở ra đạo cung La Phù hay không, chỉ cần xem ý trời, dù sao đệ cũng chỉ suy đoán, Trồn nhỏ cảm ứng cũng không chắc chắn chính xác. Được. Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải thử xem, đệ nói nên làm sao bây giờ. Tất cả chúng ta cùng nhau nghĩ cách, Lê Nặc nói. Dương Bách Xuyên, cũng không cần làm gì, đệ sẽ bố trí trận pháp, chỉ cần linh thạch. Được, trong chiếc nhẫn chữ vật này của tỷ tỷ có 10 vạn linh thạch. Lê Nặc không chút do dự bỏ ra linh thạch. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên sửng sốt. Hắn nhìn ra được sự quan tâm của Lê Nặc đối với đạo cung La Phù vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Không cần, trên người đệ có linh thạch, không đủ thì tính tiếp.
Trên người Dương Bách Xuyên vẫn còn hơn 20 vạn linh thạch, đều là phúc lợi từ thành tán tu, hắn cũng ngại lấy linh thạch của Lê Nặc. Sau khi khách sáo một hồi, Dương Bách Xuyên bắt đầu bố trí trận pháp ở giữa 9 ngọn núi, cũng không làm ra trận pháp cao cấp gì đó, quan trọng là làm 9 ngọn núi này nối liền với nhau giống như huyết mạch trên người con người vậy, chỉ cần có thể nối thông là được. Cho nên bố trí trận pháp tụ linh là được, nhưng lại cần bố trí số lượng lớn tụ linh. Ban đầu lúc bố trí, Dương Bách Xuyên dùng 3 canh giờ mới hoàn thành một tòa trận pháp tụ linh, sau khi hoàn thành, đúng là khiến hắn có chút đau lòng, một tòa trận pháp đã dùng hết trọn 3 vạn linh thạch của hắn. 9 ngọn núi chính là 9 đại trận tụ linh. Bố trí xong một trận pháp, trong lòng Dương Bách Xuyên chua xót, hắn đã xem thường lực tiêu hao của trận pháp rồi, không chỉ là tài lực, tinh thần và thể lực cũng rất đuối, nghĩ đến vẫn còn 8 tòa trận pháp tụ linh, Dương Bách Xuyên liền đau đầu. 9 tòa trận pháp tụ linh hoàn thành, hắn nghĩ có lẽ bản thân không thể đứng nổi nữa, chỉ có thể nằm thôi. Diệp Vô Tâm nhìn thấy Dương Bách Xuyên mệt mỏi, bĩu môi đi tới nói, ngươi có thể để cho Ninh Thúc Thúc hỗ trợ mà, hắn là luyện khí sư cũng tinh thông trận pháp, nếu ta nhìn không lầm, trận pháp người bố trí chắc là trận pháp tụ linh đúng không? Một câu của Diệp Vô Tâm đã khai sáng, Dương Bách Xuyên ngẫm lại cũng đúng, nơi này là Sơn Hải giới chứ không phải trái đất. Người Sơn Hải giới chắc đều là tu chân giả, người hiểu tri thức tu chân rất nhiều, không phải nơi mà một đồ cổ giới như trái đất có thể so sánh. Thật ra trận pháp tụ linh rất đơn giản, hễ là tu chân giả đều có thể bố trí được, nhưng khác ở chỗ, hắn nắm giữ chính là trận pháp tụ linh quy mô lớn khác với trận pháp tụ linh tầm thường, nhưng nếu có thể nói ra mấu chốt trong đó, chỉ cần có linh thạch thì rất nhiều người đều có thể bố trí ra. Hà tất phải làm mình cực khổ như vậy chứ? Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên nhìn Diệp Vô Tâm cười ha ha, nói thật muốn hôn ngươi một cái, chủ ý này thật tuyệt vời. Sắc mặt Diệp Vô Tâm đỏ lên, hứ Dương Bách Xuyên rồi thoáng cái chạy đi. Dương Mỗ nhếch miệng cười không ngừng, lập tức hỏi Lê Nặc tìm trong đám người xem ai hiểu trận pháp, sau đó truyền thụ điểm mấu chốt để bố trí trận pháp tụ linh quy mô lớn để cho mọi người cùng nhau hỗ trợ. Kết quả thật sự tìm ra 8 người hiểu trận pháp, đương nhiên không phải quá hiểu rõ. Nhưng cũng đủ để bố trí trận pháp tụ linh. Có 8 người trợ giúp, 9 tòa trận pháp tụ linh đã nhanh chóng hoàn thành. Linh thạch trên người Dương Bách Xuyên cũng dùng hết khiến hắn rất đau lòng, nhưng cái dùng hết chỉ là linh thạch hạ phẩm, hắn cũng không ngu mà dùng linh thạch trung phẩm và thượng phẩm, không đủ linh thạch thì bảo Lê Nặc bổ sung. Trong giây phút tòa trận pháp tụ linh thứ 9 hoàn thành, linh mạch lưu thông giữa 9 tòa dãy núi lập tức vô hình chung xuất hiện linh lực dao động cường đại. Sau đó chồn nhỏ tìm được địa điểm trung tâm đột nhiên gào thét cuồng phong, ngay sau đó năng lượng cường đại phóng lên trời, lập tức đột nhiên xuất hiện bão cát. Kéo dài khoảng 5 phút sau, tất cả đều yên tĩnh, nhưng trên mặt mọi người lại xuất hiện vẻ mừng rỡ. Quả nhiên là vậy, môn hộ của đạo cung xuất hiện giọng điệu của Lê Nặc kích động đến run rẩy. Dương Bách Xuyên mỉm cười, nhìn trong tầm mắt xuất hiện một sơn môn hoàn toàn do năng lượng tạo thành. Trên đó hiện 4 chữ đạo cung La Phù, trong lòng kích động, tràn ngập chờ mong. Cả tòa sơn môn giống như tinh quang tưới lên mà thành, cao ước chừng mấy chục trượng, khí tức tràn ngập phong cách cổ xưa, trên môn hộ có ánh sáng lấp lánh, hiển nhiên là không gian lực truyền tống. Lê Nặc nhìn tinh quang chi môn xuất hiện trong tầm mắt, nàng cầm cuộn gia thú trong tay, trên mặt lộ vẻ kích động nói, không sai, trong quyển gia thú ghi lại cái này chính là đạo cung La Phù sơn môn. Đạo cung La Phù thật sự tồn tại. Dương Bách Xuyên hỏi, Lê tỷ tỷ, bên trong là tình huống thế nào vậy? Ánh mắt Lê Nặc bốc lên ngọn lửa cực nóng nói, cụ thể bên trong là tình huống gì thật ra tỷ cũng không biết, trên cuộn gia thú ghi lại, toàn bộ đạo cung La Phù có tam cung lục viện nhất điện. Trong đó, một điện là điện La Phù, ở cuối tam cung lục viện, muốn đi tới điện La Phù nhất định phải xuyên qua tam cung lục viện mới được. Theo tỷ nghĩ, điện La Phù hẳn là nơi quan trọng nhất của toàn bộ đạo cung La Phù. Tam cung lục viện là sao? Dương Bách Xuyên chỉ nghe đến điện La Phù, thật sự không nghe Lê Nặc nói tam cung lục viện nên hơi tò mò hỏi ra. Lê Nặc trầm ngâm một lát và nói, tam cung theo thứ tự là cung tu đạo, cung lưu ly, cung pháp bảo, lục viện chính là linh dược viện, ngự thú viện, truyền công viện, hình đường viện, luyện đan viện, luyện khí viện. Từ ý nghĩa trên mặt chữ có thể suy ra công dụng của nó, nhưng có chút mơ hồ, trên sách gia thú chỉ ghi lại tên chứ không nói về công dụng của tam cung lục viện.
Tất cả phải chờ chúng ta đi vào sau đó mới có thể biết, nhưng nếu thật sự là đạo cung La Phù, có thể sẽ không đơn giản như vậy, chờ lát nữa đi vào thì mọi người cẩn thận là được. Lê Nặc giải thích và dặn dò Dương Bách Xuyên, cũng là dặn dò những người khác. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Đi, chúng ta đi vào xem sao. Giờ phút này Lê Nặc có hơi gấp gáp. Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm đứng chung một chỗ, cuối cùng đi theo. Đợi lát nữa sau khi đi vào, người cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Dương Bách Xuyên dặn dò Diệp Vô Tâm một tiếng. Người vẫn nên lo lắng cho bản thân đi, ta có Ninh Thúc Thúc bảo vệ. Diệp Vô Tâm trợn trắng mắt nói chuyện, nhưng trong lòng thật ra rất ngọt ngào, được Dương Bách Xuyên quan tâm, nội tâm nàng rất thích cảm giác này. Đại tiểu thư, lão gia chỉ có mình người, nếu thật sự xảy ra chuyện không may, nói không chừng ta cũng không thể chú ý đến người, cho nên người vẫn nên tự mình cẩn thận hơn. Được rồi, ta biết rồi, nói nhiều thế, mau đi vào đi. Trong lúc nói chuyện với Diệp Vô Tâm, con trồn ngồi xổm trên vai Dương Bách Xuyên, bên người mang theo yêu vương Tiểu Bạch bước vào trong sơn môn tràn ngập tinh không. Thời điểm bước vào tinh quang chi môn, lại phát ra một hồi ánh sáng bạc chói mắt, Dương Bách Xuyên theo bản năng nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra lần nữa, đã xuất hiện trên một quảng trường bạch ngọc khoảng 500-600 mét vuông. Trong tầm mắt là vô số sương mù dày đặc lấp lánh ánh bạc vần quanh bốn phía quảng trường, không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên ngoài, mà dọc theo quảng trường nhìn về phía trước, lại phát hiện đây là một ngọn núi cao mấy ngàn trượng, hướng lên trên nghiêng một góc 30 độ, có thể nhìn thấy một bậc thang bạch ngọc thẳng tắp để đi lên, ở xa xa có thể nhìn thấy lầu các điện thấp thoáng ẩn giấu trong sương mù ánh bạc dày đặc. Dương Bách Xuyên biết nơi này chính là đạo cung La Phù, là một ngọn núi thật lớn, ở bốn phía ngọn núi đều bị sương mù ánh bạc dày đặc che lấp, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy tòa núi cao ngàn trượng này, cũng không biết kéo dài đến nơi nào. Còn có một điểm cũng khiến cả người Dương Bách Xuyên chấn động, hắn phát hiện ở chỗ này thế mà lại không có chút linh khí trời đất nào tồn tại, hơn nữa lại không vận dụng được pháp thuật, vừa rồi hắn có thử nhưng cũng không dẫn động được chân khí. Ngoại giới không có linh khí trời đất tồn tại, chân khí trong cơ thể không thể nào sinh ra va chạm với ngoại giới trời đất, như thế sẽ không vận dụng được pháp thuật. Càng muốn chết chính là cũng không dùng được sức mạnh thần hồn, dường như ở chỗ này hết thảy đều bị giam cầm, giống như tu giả lập tức biến thành người thường. Dưới tình huống này, nếu có một con yêu thú gì đó xuất hiện, vậy sẽ rất nguy hiểm. Lúc này, hắn thử nói chuyện với lão già lỡ như mất đi liên lạc với sư phụ, vậy thì thành kẻ mù rồi. Chuyện gì vậy, tiểu tử thối, không có việc gì thì đừng quấy rầy vi sư, gặp phải vấn đề không giải quyết được, con mới tìm ta được không? Vừa nói đến đây, Vân Thiên Tà đột nhiên khẽ ồ một tiếng. Lập tức Dương Bách Xuyên nghe được lão già nói tiếp, thế mà lại là một nơi không gian tịch diệt, tiểu tử thối tiếp theo phải cẩn thận một chút. Ở không gian tịch diệt, tu chân giả không thi triển được thủ đoạn gì, dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là người thường mà thôi, nếu đụng phải kẻ thù, con chỉ có thể dùng sức mạnh của mình để giải quyết. Nhưng cũng may, sức mạnh cơ thể của tiểu tử con coi như không kém, chỉ cần không phải sinh linh vốn có trong không gian tịch diệt xuất hiện thì sẽ không có nguy hiểm, không ngờ ở đây còn có thể đụng phải không gian tịch diệt, nhưng tiểu tử con đúng là gây phiền phức cho vi sư, làm sao lại chạy vào cái nơi đường cùng này vậy? Dương Bách Xuyên nghe lão già nói vậy, chớp mắt một cái đã tiến vào rồi, còn hỏi làm sao vào được làm gì nữa. Trước mắt hắn chỉ muốn biết nơi này là như thế nào, liền hỏi, lão già, không gian tịch diệt là cái gì? Còn có sinh linh bản địa là có ý gì chứ? Chẳng lẽ sinh linh ở không gian tịch diệt gì đó rất mạnh à? Không gian tịch diệt chính là một loại không gian không có bất kỳ linh khí trời đất nào tồn tại, đặc điểm là ý nghĩa của sự yên lặng và tiêu diệt. Mặc dù không thật sự tiêu diệt vạn vật khoa trương như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ khiến người ta tuyệt vọng, cũng may người xuất hiện ở không gian tịch diệt này có đẳng cấp bình thường, nếu là không gian tịch diệt cao cấp thì thực sự chính là không gian chết. Ở trong không gian tịch diệt, pháp thuật, linh thức hay chân khí tất cả đều không nhạy, nếu như không tìm thấy đường đi ra ngoài, ha ha, đến lúc đó chỉ có chờ chết, trừ phi bản thân ngươi có đủ linh thạch để chịu đựng. Đương nhiên đối với tu chân giả, có thể ở trong trạng thái không có linh khí trời đất, sống sót mấy chục năm hay mấy trăm năm thậm chí lâu hơn cũng không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là con phải có linh thạch và các loại thiên tài địa bảo để chống đỡ.
nếu không sẽ rất khó sống sót ở không gian tịch diệt này. Ngoài ra, Phi Sư nói sinh linh bản địa chắc cũng không tính là quá mạnh, nhưng ở không gian tịch diệt, sinh linh bản địa lại có thể sử dụng thiên phú thần thông không bị hạn chế, cho nên đụng phải sinh linh bản địa có thể chạy được thì cứ chạy, còn đánh không lại đâu. Đúng lúc này, trong tai Dương Bách Xuyên truyền đến một tiếng thốt lên kinh ngạc, cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hắn và sư phụ. Cái này, sao con không cảm nhận được linh khí trời đất tồn tại vậy? Linh thức của ta không dùng được. Không sử dụng được pháp thuật. Đây là nơi nào chứ? Tiếp theo, một tiếng đầy hoảng sợ vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tất cả mọi người đều như thế, bao gồm cả hai cao thủ Nguyên Anh Trung Kỳ là Lê Nặc và Ba Đồ đều như thế, đám người Diệp Vô Tâm cũng vậy. Trong lòng Dương Bách Xuyên yên tâm, xem ra tình huống của tất cả mọi người cũng giống hắn. Mà Sơn Môn phía sau cũng nhìn không thấy, hiển nhiên là một chỗ chỉ có thể vào mà không thể ra, dựa theo lời sư phụ nói, nếu không ra được thì bọn họ sẽ bị vây chết ở bên trong. Điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên rất phiền muộn, nhưng hắn vẫn không dám nói ra chỗ không ổn của không gian tịch diệt, nếu không sẽ khiến cho mọi người khủng hoảng trái lại không tốt. Hắn đi qua nói chuyện với Lê Nặc, vẻ mặt Lê Nặc cũng nghiêm trọng, nhưng đã tiến vào thì không có đường quay đầu lại, hiện tại chỉ có thể đi tiếp, tìm lối ra từ chỗ khác. Sau khi ý kiến của mọi người thống nhất, bọn họ bắt đầu đi lên bậc thang mà nhìn mãi cũng không thấy điểm đến. Trong tất cả mọi người, Dương Bách Xuyên hiện tại lại là người an toàn nhất. Thứ nhất hắn có một yêu cầm Tiểu Bạch biết phi hành, tuy rằng yêu vương Tiểu Bạch cũng không sử dụng được thần thông gì đó, nhưng trời sinh đã có lợi thế phi hành, ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì, hắn có thể cưỡi yêu vương Tiểu Bạch chạy trốn. Thứ hai cũng là đảm bảo tính mạng của Dương Bách Xuyên, thần hồn của sư phụ Vân Thiên Tà hiển nhiên không bị không gian tịch diệt hạn chế, lão già có thể vận dụng sức mạnh thần hồn, đây chính là đòn sát thủ át chủ bài, càng là ưu thế lớn nhất. Sau khi nghĩ đến những thứ này, trong lòng Dương Bách Xuyên rất thoải mái, thế nhưng bề ngoài hắn vẫn mặt mày ủ rũ và lo lắng giống như những người khác, dù sao ở chỗ này tất cả pháp thuật cơ thể đều mất đi ưu thế, hắn chỉ là kim đan đại viên mãn, rất khác biệt với cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Đang ở trong suy nghĩ lung tung, đột nhiên có một tiếng gầm đâm thủng màng nhĩ Dương Bách Xuyên vang lên. Gừ. Sau một khắc, tất cả mọi người giật mình, dừng lại. Hai đại cao thủ Lê Nặc và Ba Đồ đi ở phía trước, sắc mặt đại biến, nhìn về phía trước. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, khá lắm, một sói xanh thân hình dài 3 mét xuất hiện ở phía trước. Giờ phút này bậc thang đã đến một sân phẳng. Lê Nặc và Dương Bách Xuyên một phương còn có hơn 3 mét là lên tới sân phẳng, thế nhưng lại xuất hiện một đầu sói xanh ngăn cản. Gừ. Sói xanh lại gầm lên một tiếng, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi, bọn họ đều cảm nhận được trên người sói xanh này tràn ngập yêu khí cường đại. Trong lòng Dương Bách Xuyên căng thẳng, quả nhiên đúng như sư phụ nói, sinh linh bản địa không bị không gian tịch diệt hạn chế, có thể sử dụng pháp thuật thiên phú thần thông. Cũng may mọi người cũng phát hiện sói xanh là yêu thú tam chuyển, cũng không tính là quá mạnh, yêu thú tam chuyển cũng tương đương với tu chân giả cấp kim đan. Gừ gừ gừ. Ngay lúc mọi người cảm nhận được sói xanh này là yêu thú cấp bậc tam chuyển, trong lòng mọi người đều thả lỏng, tiếng gầm liên tiếp vang lên. Lần này sắc mặt mọi người trắng bệch, nếu như một con sói xanh thì không nói, nhưng một đám sói xanh thì sao bây giờ? Từng tiếng gào thét vang lên. Một đám yêu thú thanh lang liên tiếp xuất hiện. Mặc dù đa số người có tu vi Nguyên Anh, nhưng ở chỗ này pháp lực bị hạn chế, bây giờ đối mặt với yêu thú không bị hạn chế, không ai dám đảm bảo không cần sử dụng pháp thuật, cao thủ Nguyên Anh có thể đánh thắng được yêu thú có yêu lực pháp thuật sánh ngang kim đan. Mọi người kết trận, đây là xài yêu, am hiểu nhất kết đàn tấn công. Lúc này Lê Nặc kêu to. Dương Bách Xuyên sửng sốt, còn tưởng lang yêu. Không nghĩ đến lại là xài yêu, trách không được tiếng gầm không thích hợp. Sau khi Lê Nặc hô to, Dương Bách Xuyên và những người khác nhanh chóng dựa sát vào nhau. Nhưng lúc này xài yêu đã bắt đầu tấn công. Growl growl growl. Từng tiếng gầm rú làm lòng người rợn gáy bực bội vang lên, thân ảnh màu xanh lá của một đàm xài yêu phi từ trên cao xuống, nhào về phía mọi người. Cũng không biết có bao nhiêu yêu thú, dù sao không đếm được. Theo quan sát của Dương Bách Xuyên, số lượng của đám này còn nhiều gấp đôi những người ở đây.
A. À. Không chờ mọi người kết trận, đòn tấn công của xài yêu lao đến, bốn phía vang lên tiếng kêu thảm thiết. Dương Bách Xuyên triệu hóa giáp nhật nguyệt càn khôn, cầm kiếm đổ long chém ngang ngăn cản. Growl. Mặc dù không có pháp lực, nhưng dựa vào lực lượng của bản thân vẫn có thể ngăn cản được đòn tấn công của xài yêu. Tiếng gầm rú của yêu thù cùng tiếng kêu sợ hãi của mọi người pha tạp vào nhau, chỉ mới đối mặt đã xuất hiện thương vong. Tiểu Trúc, Diệp Vô Tâm sợ hãi kêu lên. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn thấy thủ hạ của Diệp Vô Tâm vì bảo vệ nàng đã bị một con sải yêu cắn xé đùi. Diệp Vô Tâm tung một chưởng muốn đánh bay con sải yêu đang cắn xé Tiểu Trúc đi. Growl. Lại một tiếng gầm rú, một con sải yêu trực tiếp vọt lên nhào về phía Diệp Cô Tâm. Dương Bách Xuyên thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng khẩn trương, trực tiếp phi kiếm đổ long tập kích con sải yêu kia. Phụt. Growl. Yêu thú kêu lên thảm thiết, bị một kiếm của Dương Bách Xuyên đâm xuyên qua đầu, chết tại chỗ. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đá bay con sải yêu xung quanh mình ra, đứng bên cạnh Diệp Vô Tâm. Lúc này cánh tay của Tiểu Trúc chảy máu ròng ròng, nhưng cũng may không bị cắn xuống. Không sao chứ, Dương Bách Xuyên hỏi. Không sao, Diệp Vô Tâm trả lời, mặt trắng bệch, trên thực tế, đa số mọi người giống như nàng, dưới tình huống không có pháp thuật, gặp phải yêu thú không bị không gian chế ước, không ai không sợ hãi. Cũng may yêu thú xuất hiện là cấp bậc kim đan, nếu không không biết sẽ như thế nào. Chỉ vừa mới đối mặt mà tất cả mọi người đã bị xài yêu tấn công chật vật. Nhưng cuối cùng cũng thích ứng được. Bắt đầu phản kích. Mỗi người đều lấy pháp khí ra, bắt đầu đối phó xài yêu. Mặc dù pháp lực của bản thân bị hạn chế, nhưng dù sao cũng là nhân tộc họ linh trưởng, trí tuệ và năng lực ứng biến không phải thứ yêu thú có thể so được. Mọi người kết trận ba ba, Lê Nặc cầm thanh trường kiếm, lớn tiếng kêu gọi. Người tu chân có thể tu luyện đến cảnh giới kim đan đều không phải người thường, nghị lực và thủ đoạn đều không kém. Nghe thấy Lê Nặc kêu gọi, mọi người có ý thức kết trận. Trận kỳ ba ba là trận ba người một tổ, thành phẩm tự kết thành trận pháp, có thể tạo thành phòng ngự 360 độ không góc chết. Hơn nữa cho dù không thể sử dụng được trận pháp, nhưng trong người lại có võ kỹ, chỉ cần là người thân kinh bách chiến, có thừa khả năng đối phó với xài yêu. Dù sao cũng là yêu thú, nhìn qua trí tuệ không cao, có yêu lực, nhưng lực lượng cũng chỉ mạnh hơn mọi người một chút. Sau khi hoảng loạn xong thì phản kích, sau khi mọi người kết trận ba ba thì bắt đầu có hiệu quả, ngăn cản công kích của xài yêu, còn phản kích ngược lại. Dương Bách Xuyên dựa gần lại Diệp Vô Tâm, Diệp Ninh, tạo thành trận pháp tán tài, mạnh mẽ chém giết đám yêu thú, làm cho đám xài yêu liên tục kêu thảm thiết. Nhưng sáu thủ hạ của Diệp Vô Tâm đều là kim đan hậu kỳ, lúc này lại rơi vào thế hạ phong. Dưới loại tình huống này, muốn kiểm tra thực lực bản thân. Ở ván đầu tiên, sáu hộ vệ đã bị thương vong hai người, người tên Tiểu Trúc bị thương ở cánh tay. Ba người Dương Bách Xuyên cố tình đi đến gần chỗ bốn tên hộ vệ bảo hộ chu toàn, cuối cùng cũng không xuất hiện tình huống thương vong nào. Mọi người cũng bắt đầu phản kích lại, làm yêu thú xuất hiện thương vong. Không bao lâu, yêu thú bị chém giết hơn nửa. Ngay lúc mọi người cho rằng có thể chiến thắng, biến cố xuất hiện. Growl. Có một con sải yêu ngẩng lên trời gào thét, ngay sau đó tất cả yêu thú cũng gầm theo, growl. Sắc mặt của mọi người biến đổi, thấy được trên người một đám sải yêu xuất hiện tinh quang lóng lánh. Yêu lực cường đại bắt đầu ngưng tụ lại trên người một con sải yêu. Giống như thủy triều, sải yêu bắt đầu nhanh chóng tạo thành đoàn, không thể nghi ngờ. Tiếng thét dài đó chính là tiếng triệu hoán của yêu vương. Lúc này cho dù không biết đám xài yêu muốn làm gì, cũng có thể đoán được chuyện không xong sắp xuất hiện. Chỉ trong một cái hô hấp, đám xài yêu đã hội tụ thành đàn. Sau khi bị thương vong hơn nửa, số lượng còn lại không chênh lệch với bên nhân tộc mấy. Tất cả xài yêu quay xung quanh một con xài yêu có hình thể nhỏ, yêu lực cường đại hội tụ lại bên nhau. Lúc này trên đỉnh đầu mỗi một con yêu thú đều xuất hiện một đám sải yêu bản thu nhỏ. Bày ra hơi thở vô cùng cường đại. Hơn nữa hơi thở còn tiếp tục dâng lên.
Lúc này tất cả mọi người đều biết Sài Yêu muốn hạ chiêu sát thủ, đây là thiên phú tấn công. Sắc mặt của mọi người vô cùng ngưng trọng. Không thể thi triển pháp thuật chân khí để tấn công, gặp phải yêu thú có thể thi triển yêu pháp thiên phú thần thông, mọi người đều biết điều này đại biểu cho điều gì. Dương Bách Xuyên nhìn 12 con Sài Yêu còn lại đang sử dụng pháp thuật gì đó. Hiện tại trong đám người bọn họ không ai có thể sử dụng được pháp thuật, ngay cả dùng chân khí hộ thân cũng rất khó làm được, cũng không biết có bao nhiêu người có thể chịu đựng được. Hơn nữa bên yêu thú còn đang ngưng tụ yêu lực bò lên vô cùng khủng bố. Hai bên bậc thang hình thành đối lập, bên yêu thú chiếm cứ tiên cơ, đám người Dương Bách Xuyên đang đứng dưới. Chân phong ba nhìn qua va chạm vào là nổ ngay, sắc mặt của mỗi người đều trở lên xanh trắng. Ngoại trừ Dương Bách Xuyên, tất cả mọi người không ai nghĩ đến yêu thú sẽ thi triển pháp thuật, có yêu lực đã chiếm tiện nghi, bây giờ còn sử dụng yêu pháp, đây chính là điềm báo muốn mạng. Càng không nghĩ đến, trong yêu thú sẽ có yêu vương thống trị, một tiếng thét dài có thể chỉ huy các yêu thú hội tụ lại bên nhau phát động tấn công. Nhìn yêu thú đang chắn bậc thang, Lê Nặc thở dài, một tấm ngọc phù xuất hiện trong tay, phát động ngọc phù. Ầm đùng. Ngay lập tức một kết giới phòng ngự xuất hiện, chắn trước mặt mọi người. Đây là tấm phù phòng ngự bà mất một cái giá rất lớn mới có được, lúc này đối mặt với pháp thuật ngưng tụ của yêu thú cũng chỉ có thể sử dụng. Rất nhiều người trong sân được bà mang đến, ngoại trừ ba đồ đều là người thành tán tu, tiếp theo còn muốn dựa vào mọi người đều đi về phía đạo cung La Phù, Lê Nặc không muốn xuất hiện thương vong. Đợt tấn công vừa rồi của Sài Yêu, mặc dù người bên cạnh bà không chết nhưng lại có rất nhiều người bị thương, trong thời gian ngắn sẽ mất đi sức chiến đấu, chỉ có hai tên bên chỗ Diệp Vô Tâm tu vi quá thấp nên chết thảm. Khi kết giới phòng ngự của Lê Nặc hình thành, yêu thú cũng phát ra công kích. Hai bên giành giật từng giây, một phòng một công. Lê Nặc giành trước một bước, bày ra kết giới phòng ngự. Mặc dù ở chỗ này không dùng được pháp thuật, nhưng phù chú không bị hạn chế. Lê Nặc thi triển phù chú làm mọi người như tỉnh mộng, bản thân không thể thi triển pháp thuật, nhưng có thể thi triển phù chú. Thân là người tu chân, trong tay ai còn không có một vài phù chú phòng thân. Có thể dùng phù chú để phản kích. Lúc này Sài Yêu đã hoàn thành yêu pháp, phát động công kích, trên đỉnh đầu của 12 con Sài Yêu đều xuất hiện Sài Yêu thu nhỏ hình thành từ yêu lực, hơi thở lại còn cường đại, nhằm thẳng về phía mọi người. Grao grao grao. Tiếng gào rú rung trời vang lên. Ầm ầm ầm. Yêu pháp của Sài Yêu hung hăng va chạm vào trên kết giới. Công kích cường đại làm kết giới phòng ngự chấn động. Dương Bách Xuyên cảm giác được rõ ràng nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, sớm muộn gì kết giới cũng bị phá hỏng. Lúc này Lê Nặc lớn tiếng nói, mọi người lấy hết phù chú trong tay ra phản kích, nếu không chờ kết giới bị phá vỡ, chúng ta sẽ chết. Không cần Lê Nặc nhắc nhở, mọi người đều bắt đầu phản kích, sôi nổi lấy ra phù chú trong tay, tấn công đám yêu thú. Trong lúc nhất thời, kiếm khí, cương khí, hoặc huyền M sát khí, đủ mọi loại bùa chú lao đến tấn công đám yêu thú. Chủ với một đòn tấn công, yêu pháo ngưng tụ của Sài Yêu bị phá hơn một nửa. Thấy vậy mọi người đều rất vui sướng. Nhưng Dương Bách Xuyên lại không lạc quan như vậy, bởi vì sư phụ từng nói cho hắn tình huống của nơi này, công kích của mọi người nhìn qua thì hung mãnh, nhưng lại không tạo thành thương tổn thực chất cho Sài Yêu. Bởi vì Sài Yêu ngưng tụ lại bên nhau, tương đương với một loại trận pháp ngưng tụ, loại hội tụ lực lượng này không thể coi thường. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Bách Xuyên thở dài, cuối cùng kêu gọi sư phụ hỗ trợ đi. Thằng nhóc thúi, để vi sư ngủ yên một giấc cũng không cho. Vân Thiên Tà mắng Dương Bách Xuyên một trận. Lão già đáng chết, người mau giúp một tay, bọn họ sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Dương Bách Xuyên trợn mắt mắng lại. Đừng ồn. Chẳng phải chỉ là một đám yêu thú nhỏ thôi à, còn cần đến sư phụ ra tay. Vân Thiên Tà lẩm bẩm, sau đó còn bổ sung, con thả hai con rối đen trắng ra đi, để ta điều khiển, thu thập đám tiểu yêu này dễ như trở bàn tay. Dương Bách Xuyên ngẩn ra, nghe sư phụ nói xong, hắn vội vàng dùng suy nghĩ thả hai con rối đen trắng ra ngoài. Hắn biết rõ,
nếu để sư phụ điều khiển hai con rối, dựa vào sức mạnh thần hồn của ông, uy lực sẽ mạnh hơn hắn rất nhiều. Xem cho kỹ, cảm nhận vi sư điều khiển con rối thế nào. Dương Bách Xuyên vừa triệu hồi hai con rối đen trắng từ trong bình càn khôn ra ngoài đã nghe thấy lão đầu tử khí phách nói. Hắn tập trung tinh thần, cẩn thận cảm nhận cách Vân Thiên Tà khống chế con rối. Mà lúc này, nơi khóe mắt liếc thấy các loại phù chú đám người lên nặc thả ra không đánh hạ được đám yêu thú như trong tưởng tượng. Sinh linh bản địa vẫn chiếm ưu thế như trước, may mà lão già chuẩn bị ra tay. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Ầm ầm. Ngay sau đó, một màn tất cả đều không muốn nhìn thấy xuất hiện. Mọi người tập trung hỏa lực của phù chú phá giải pháp thuật công kích của yêu thú nhưng lại không tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn chọc giận bọn chúng. Bị yêu thú phản kích lại lần thứ hai, trong tiếng rền vang nặng nề, kết giới lê nặc bố trí xuất hiện một đường vết nứt. Kết giới xuất hiện vết nứt, lê nặc là người điều khiển ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Lê Nặc bị thương thì trong lòng rất sốt ruột, hắn biết công kích của một số yêu thú có thể hoàn toàn phá vỡ kết giới. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Một bên bị hạn chế về pháp thuật, một bên hoàn toàn không bị giới hạn gì, chênh lệch giữa hai phía thật sự quá lớn. Xài yêu cứng đối cứng tụ lại tập trung yêu lực cùng nhau công kích đủ khiến cho tất cả mọi người diệt đoàn. Lão đầu tử, nhanh lên, nhìn thấy Lê Nặc hộc máu. Dương Bách Xuyên thúc giục sư phụ. Gấp cái gì, chẳng mấy chốc là vi sư có thể trấn áp đám tiểu yêu thú này. Trong lời nói của Vân Thiên Tà không hề để đám xài yêu này vào mắt, cảm giác ông xem bọn chúng chỉ là gà đất chó sành. Ông vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên nhanh chóng cảm thấy bình càn khôn trên cánh tay trái nóng lên từng trận, trong lòng lập tức thả lỏng, hắn biết lão đầu tử sắp ra tay. Quả nhiên, một giây sau, hai con rối đen trắng động đậy. Hai con rối đen trắng cầm trường thương vọt về phía đám xài yêu. Dương Bách Xuyên nhìn yêu vương Tiểu Bạch đứng cạnh bảo vệ chủ nhân từ nãy đến giờ và chồn nhỏ Hương Hương, nói với yêu vương Tiểu Bạch bảo vệ tốt chủ mẫu ngươi. Chủ nhân yên tâm, yêu vương Tiểu Bạch cam đoan. Chi chi chồn nhỏ kêu chi chi, ngồi xổm trên vai Dương Bách Xuyên, bày tỏ ta cũng có thể bảo vệ. Dương Bách Xuyên cười. Hắn không biết thiên phú của Hương Hương ở đây có chịu hạn chế hay không. Cho dù có bị hạn chế thật thì dựa vào bản lĩnh biến thân và bốn móng vuốt sắc bén, chồn nhỏ vẫn đủ khả năng bảo đảm an toàn cho bản thân. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng dưới hoàn cảnh này, Hương Hương còn có thể bảo vệ người khác. Về phần Diệp Vô Tâm, chủ mẫu được Dương Bách Xuyên dặn dò yêu vương Tiểu Bạch bảo hộ, nàng nghe xong thì đỏ bừng mặt mũi, trong lòng lại đầy ngọt ngào như rót mật, lén lút nhìn thoáng qua Dương Bách Xuyên. Giờ phút này Dương Bách Xuyên không rảnh để ý tình hình quanh mình, hắn đặt hết lực chú ý lên cách sư phụ Vân Thiên Tà điều khiển hai con rối đen trắng. Liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy hai con rối dưới sự khống chế của lão đầu tử giống như hóa thành người thật, chiến thần hắc bạch, trên tay cầm pháp khí trường thương, nháy mắt đã vọt tới trước mặt yêu thú như đang đi giữa trốn không người. Giống. Giống giống. Đám xài yêu kêu lên từng tiếng thảm thiết. Trường thương trong tay hai con rối đen trắng giống như rồng quay về biển, đại sát bốn phương. Trong lúc nhất thời, yêu thú không ngừng kêu thảm thiết, chân tay thịt vụn bay đầy trời, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Chẳng lâu sau, cục diện bao vây của đám xài yêu đã bị hai con rối đen trắng công phá, hai tàn ảnh một đen một trắng đan xen qua lại như con thoi, 12 đầu xài yêu đã bị chúng giết chết. Thế cục đảo ngược trong nháy mắt. Hai con rối đen trắng giống hệt sát thần, y như lời sư phụ nói, hoàn toàn không thèm để đám xài yêu trước mặt vào mắt. Dương Bách Xuyên cũng biết đây là kết quả khi sư phụ khống chế, thần hồn của lão nhân gia ở trong mắt hắn đã vượt qua chân trời. Kết quả như vậy nằm trong dự đoán của Dương Bách Xuyên. Dù sao điều khiển con rối cần là lực lượng thần hồn, về phần chân khí thì không cần lo lắng, bởi vì nguồn năng lượng trong cơ thể con rối chính là linh thạch. Chỉ cần linh thạch không khô kiệt, hai con rối có thể chiến đấu mãi mãi. Đương nhiên lực lượng thần hồn tiêu hao cũng rất lớn, chẳng qua Dương Bách Xuyên biết đối với sư phụ Vân Thiên Tà mà nói, khống chế hai con rối này chỉ là món ăn vặt. Hắn hoàn toàn không lo lắng. Lê Nặc nhìn thấy hai con rối xuất hiện trong sân, ánh mắt lập tức sáng lên, lúc trước bà đã thấy hai con rối này chiến đấu,
có thể đánh ngang tay với tu chân giả Nguyên Anh Trung Kỳ đấy. Ngay từ đầu Lê Nặc còn tưởng là cao thủ Dương Bách Xuyên mời đến từ địa phương nào đó, sau đó hỏi thăm thì mới biết được, thì ra là hai con rối. Lúc ấy bà còn hâm mộ, giờ phút này nhìn thấy hai con rối đen trắng nháy mắt đã xoay chuyển thế cục, hoàn toàn trấn áp yêu thú, ánh mắt Lê Nặc nhìn về phía Dương Bách Xuyên nhiều hơn một tia khác thường. Khác với Lê Nặc, những người khác không biết hai bóng dáng một đen một trắng bất ngờ xuất hiện hỗ trợ là con rối của Dương Bách Xuyên, tưởng rằng là cao thủ đi theo âm thầm bảo hộ Dương Bách Xuyên. Một đám hạ quyết tâm trong lòng, nhất định phải kết giao với Dương Bách Xuyên. Mọi người đều biết ở chỗ này không dùng được pháp khí nhưng hai cao thủ đen trắng bất ngờ xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên lại có thể bộc phát chân khí cường đại và chiến kỹ siêu việt. Lúc này giữ quan hệ tốt với Dương Bách Xuyên, nói không chừng có thể bảo toàn tính mạng ở chỗ này. Trong lòng mỗi người ôm tâm tư khác nhau, kết giới của Lê Nặc biến mất, Ngọc Phù cũng theo đó tan vỡ, xem như đã hoàn thành sứ mệnh. Giống giống. Cuối cùng, sáu đầu xà yêu còn lại đều bị hai con rối chém giết. Trên bậc thang chất đầy thi thể của xà yêu, mùi máu tươi ngút trời. Hai con rối ngừng lại, quay về bên cạnh Dương Bách Xuyên, tay cầm trường thương, im lặng canh giữ. Một màn này khiến Lê Nặc vô cùng hâm mộ, bà cũng hiểu được ở chỗ này có hai con rối này bảo vệ có ý nghĩa gì. Thêm một lá bài tẩy bảo mệnh là chuyện không cần phải nói, không chừng đại cơ duyên ở đạo cung La Phù cũng xuất hiện. Trong lòng Dương Bách Xuyên tràn ngập rung động, bản lĩnh khống chế hai con rối giết yêu thú vừa nãy của sư phụ khiến hắn mở rộng tầm mắt, học được rất nhiều thứ. Giờ phút này trong đầu hắn còn đang nhớ lại, đổi lại là mình thì có thể mang lại hiệu quả như vậy không? Lão đầu tử khống chế con rối cũng không tăng thực lực con rối lên, vẫn giống như chủ nhân là hắn, kim đan đại viên mãn. Nhưng lão đầu tử khống chế siêu hơn hắn rất nhiều, phát huy toàn bộ trình độ của con rối vô cùng nhuần nhuyễn, có thể nói hiệu quả trong mắt Dương Bách Xuyên rất rung động. Vân đệ, lần này cảm ơn đệ. Lê Nặc tiến lên một bước, kéo Dương Bách Xuyên ra từ trong hồi tưởng cảnh sư phụ khống chế con rối. Lê tỷ quá khách khí, ta cũng chỉ thử một chút, xem có thể có hiệu quả hay không thôi, cũng may không tệ lắm. Dương Bách Xuyên khiêm tốn đáp lời. Con đường kế tiếp nhất định còn khó đi hơn bây giờ, vẫn phải dựa vào đệ trèo chống mới được. Trong mắt Lê Nặc lóe lên tia sáng, đang nói chuyện với Dương Bách Xuyên mà ánh mắt cứ nhìn chằm chằm hai con rối. Sau khi hai người nói chuyện vài câu, Lê Nặc đề nghị tiếp tục đi về phía trước. Dựa theo ghi chép trên cuộn gia thú trong tay bà, bước lên bậc thang cuối đoạn đường này sẽ vào bên trong đạo cung La Phù, đến cung đứng đầu Tam Cung Lục Viện, cung tu đạo. Không có yêu thú cản đường, đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Cũng không nghĩ tới, sau khi leo lên bình đài xuất hiện xà yêu, trong tầm mắt hiện lên một màn làm cho tất cả mọi người mừng rỡ như điên. Cái này, là cỏ ngũ hành, Lê Nặc kìm lòng không đậu nói. Dương Bách Xuyên phóng mắt nhìn, chỉ thấy ở trên bình đài xà yêu, từng gốc linh dược ngũ sắc sinh trưởng hai bên bậc thang, giống như Lê Nặc nói, chính là cỏ ngũ hành. Trong lòng hắn cũng kích động. Trong điển tịch, cỏ ngũ hành là một loại thảo dược còn chân quý hơn cả linh thạch, một gốc cỏ ngũ hành chứa linh khí đất trời cường đại, hơn nữa còn là thuộc tính ngũ hành, bất cứ ai cũng có thể phục dụng, bổ sung chân khí. Ngoài ra cỏ ngũ hành còn được xem như vạn năng trong giới luyện đan, nó có thể trung hòa tỷ lệ thuộc tính của tất cả các loại linh dược, hầu như luyện đan sư nào cũng thích. Không nghĩ tới lại xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa hai bên bậc thang đều là cỏ ngũ hành. Theo như hiểu biết của Dương Bách Xuyên, linh dược tầm này vô cùng hiếm thấy ở tu chân giới, chẳng trách lại có yêu thú thủ hộ. Hiện tại Dương Bách Xuyên đã hơi hiểu được, tại sao không gian tịch diệt không có linh khí trời đất nhưng vẫn có yêu thú sinh sống, hơn nữa cũng không vì không có linh khí mà bị vây chết. Hóa ra bởi vì có cỏ ngũ hành, linh dược này còn có chỗ tốt chính là có thể trực tiếp nuốt xuống để bổ sung chân khí cho bản thân. Sở dĩ xà yêu cản đường công kích bọn họ vì cho rằng những người này đến cướp đi cỏ ngũ hành, không có cỏ ngũ hành sẽ không có linh khí cung cấp, cuối cùng yêu thú ở không gian tịch diệt sẽ chết hết nhỉ. Bị xà yêu công kích xem như hợp lẽ thường. Nhìn cỏ ngũ hành sinh trưởng hai bên bậc thang, vào giờ phút này, hầu như tất cả mọi người đều đỏ mắt. Bọn họ không ngốc, có thể lấy được nhiều hơn một gốc cỏ ngũ hành chẳng khác nào thêm một phần tài nguyên chân khí.
Nếu lỡ như không tìm được lối ra, mọi người sẽ bị vây chết ở chỗ này. Bởi vì không có linh khí trời đất, dẫn đến hậu quả, cuối cùng sẽ bị hao tổn đến chết. Cho nên cỏ ngũ hành chính là một cơ hội sống sót, hoặc là nói thêm ngày nào thì hay ngày đó. Hơn 10 người, ai cũng nhìn chằm chằm cỏ ngũ hành mọc hai bên bậc thang, ánh mắt đỏ bừng. Cuối cùng có người nhìn không được vào tới, chuẩn bị cướp đoạt cỏ ngũ hành. Dương Bách Xuyên đứng ở bên cạnh Lê Nặc, khóe mắt liếc thấy sắc mặt Lê Nặc trầm xuống. Đối mặt với người đầu tiên đi cướp đoạt cỏ ngũ hành, đối phương không chút khách khí, trong tay chợt lóe sáng, xuất hiện một lá phủ kiếm khí, bất ngờ đánh thẳng về phía người nọ. Tu vi người cướp đoạt cỏ ngũ hành là Nguyên Anh sơ kỳ, Lê Nặc là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, bản thân hai bên đã có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa ở chỗ này, tất cả mọi người đều bị chế ước pháp lực, thủ đoạn duy nhất ngoại trừ lực lượng thân thể ra chỉ còn lại pháp khí hoặc phù chú trong tay, ai mang theo nhiều hơn sẽ chiếm ưu thế. Lê Nặc âm u ném phủ kiếm khí ra, dưới chân cũng bước lên, vọt tới sát phía sau. A! À. Dương Bách Xuyên nhìn rõ, tên cướp đoạt cỏ ngũ hành nháy mắt đã bị phủ kiếm khí của Lê Nặc đả thương, kêu thảm một tiếng, sau đó lại bị Lê Nặc áp sát sau lưng, một kiếm chém giết. Lê Nặc bất ngờ ra tay, ngay lập tức gây ra một trận khiếp sợ. Tất cả mọi người đều không ngờ Lê Nặc lại ra tay, hơn nữa còn người một nhà, người bị chém chết chính là người đi theo Lê Nặc từ thành tán tu ra. Mọi người không nghĩ tới Lê Nặc nói giết liền giết. Chẳng qua một sát này cũng chấn nhiếp một ít người chuẩn bị muốn cướp đoạt cỏ ngũ hành. Dương Bách Xuyên đứng im tại chỗ tại nhìn sắc mặt lạnh lẽo như băng của Lê Nặc. Trong lòng đã hơi hiểu ra cách làm của Lê Nặc. Rõ ràng ở không gian tịch diệt hay đạo cung La Phù không có linh khí trời đất, nhiều hơn một gốc linh dược tràn ngập linh khí lại có thể trực tiếp nuốt xuống có trợ giúp to lớn thế nào. Mọi người đều muốn sống, tự nhiên sẽ bộc lộ ra mặt ích kỷ của nhân tính. Chẳng qua nếu như ai cũng đi cướp đoạt tài nguyên, đội ngũ sẽ xảy ra đại loạn, đến lúc đó lỡ như xuất hiện yêu thú. Rất có thể đội ngũ giải rác sẽ gặp phải nguy cơ diệt đoàn. Cho nên Lê Nặc chém chết người nọ chính là muốn ổn định cục diện, bà không muốn xảy ra nội loạn. Đây mới chỉ là bậc thang, ngay cả cung đầu tiên của đạo cung La Phù cung tu đạo còn chưa tới đã nội loạn, đường kế tiếp còn đi như thế nào. Sau khi cân nhắc đại cục, Lê Nặc mới hạ sát thủ đối với người kia. Người sáng suốt đều hiểu rõ ý tứ của Lê Nặc. Người không nghĩ ra thì sắc mặt u ám. Dương Bách Xuyên không nói gì, ngược lại có chút thưởng thức cách làm của Lê Nặc, cũng chuẩn bị nhìn xem kế tiếp Lê Nặc sẽ làm như thế nào đây. Một nữ nhân, còn là một nữ nhân sát phạt quyết đoán, quả nhiên không đơn giản, bà có thể thống trị thành tán tu mấy trăm năm không phải không có đạo lý. Ngoại trừ thực lực tu vi ra, còn cần trí tuệ. Lê Nặc đã bộc lộ sự sáng suốt của mình ở đây. Kế tiếp, Lê Nặc nhìn quanh mọi người nói, ta đã sớm nói qua, nếu đã quyết định đi theo Lê Nặc ta mạo hiểm, nhất định sẽ không hổ thẹn với mọi người. Ngay từ đầu ta đã dặn không thể nội loạn, đứng trước lợi ích, tuyệt đối không được làm chuyện tổn thương lợi ích của mọi người. Thế nhưng Lão Ngô không tuân theo quy tắc, dẫn đầu cướp đoạt cỏ ngũ hành, người khác sẽ đi theo, tất cả mọi người đều như thế thì làm sao đi tiếp. Lê Nặc lạnh lùng giải thích, trong sân không có ai nói chuyện. Thậm chí có người còn cúi đầu, tất cả mọi người đều hiểu được Lê Nặc không làm sai, quả thật ở thời điểm này càng không thể loạn. Sau khi nói xong, Lê Nặc thấy mọi người không có ý kiến gì thì bổ sung, nhìn hai bên bậc thang thì cỏ ngũ hành trông rất nhiều, nhưng chắc chắn không phải vô hạn, vì vậy theo ý kiến của ta, phân chia cho tất cả. Những lời này vừa vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy rất công bằng, không có ai phản đối. Kế tiếp Lê Nặc bảo mọi người đào cỏ ngũ hành lên rồi phân chia. Nửa giờ sau, cuối cùng mọi người cũng đi tới bậc thang cuối cùng, cỏ ngũ hành khai thác được chia đều, mỗi người vừa vặn có thể được chi đến 40 gốc. Lúc đầu bọn họ có tổng cộng 19 người, lúc trước khi chém giết với Sải Yêu, hai thuộc hạ của Diệp Vô Tâm mất mạng nên còn lại 17 người. Thế nhưng lúc phân phối cỏ ngũ hành, Lê Nặc cũng tính cả Yêu Vương Tiểu Bạch. Chồn nhỏ Hương Hương và hai con rối của Dương Bách Xuyên vào, lần này một mình hắn nhận được 200 gốc cỏ ngũ hành. Có vài người bắt đầu không vui, cho rằng tại sao phải tính cả linh thú của Dương Bách Xuyên, một mình hắn chiếm đến 5 phần.
Kết quả nhận lại một câu lạnh lẽo của Lê Nặc, yêu thú, linh thú và hai con rối của Dương Bách Xuyên đều ra sức. Nếu không phải lúc nãy nhờ có hai con rối của hắn, lúc này mọi người còn đang chém giết với sải yêu đấy. Lý do này rất đầy đủ. Không ai phản đối nữa. Dương Bách Xuyên xem như thu hoạch lớn nhất, đến cả bản thân Lê Nặc cũng dựa theo tiêu chuẩn 50 gốc linh dược, nghiêm khắc làm gương, điểm này càng khiến Dương Bách Xuyên kính nể bà. Sau khi phân chia linh dược xong, mọi người nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy một tòa cung điện cách đó mấy trăm thước. Đoàn người đi qua nhìn xem, quả nhiên là cung tu đạo. Lúc này, cả đám đều kích động, đều biết bắt đầu từ giờ phút này mới xem như chân chính bước vào đạo cung La Phù. Cung tu đạo xây dựng theo phong cách cổ xưa, điều kỳ lạ chính là chẳng biết đã qua bao nhiêu năm tháng mà cửa cung vẫn còn mới toanh. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, nhìn cửa lớn đóng chặt và tường vây cao 3 mét khiến người khác tò mò, có một loại xúc động muốn vọt vào trong tìm hiểu ngọn nguồn. Rất nhiều người muốn tiến lên đẩy cửa bước vào trong tìm kiếm đại cơ duyên, nơi này là đao cung La Phù chân chính, không có thiên tài địa bảo mới là chuyện lạ. Nhưng có sự kiện Lê Nặc giết người lúc trước nên không ai dám tùy tiện tiến lên. Đối với việc này, Lê Nặc rất hài lòng, quay sang nói với ba đồ huynh đệ, người đi trước. Lê Nặc sai ba đồ đi đẩy cửa xem có gì nguy hiểm không, dù sao lúc trước ở bậc thang còn có yêu thủ hộ. Nơi này là cung điện thứ nhất trong tam cung lục viện của đạo cung La Phù, cung tu đạo, không có gì cản trở mới bất thường. Ba đồ có tu vi nguyên anh trung kỳ, Lê Nặc có thể gọi ba đồ lên chứng tỏ bà rất tín nhiệm đối phương. Khi ba đồ tiến lên trước cửa cung, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người hắn ta, tưởng tượng sau khi hắn ta đẩy cửa cung ra thì sẽ xuất hiện cảnh tượng gì. Chẳng lâu sau, ba đồ đi tới trước cửa cung, đột nhiên đẩy về phía cửa lớn. Ông! Ngay khi ba đồ đặt hai tay lên đẩy, không xuất hiện nguy hiểm gì, cửa cũng không mở ra như mọi người tưởng tượng, ngược lại vang lên một tiếng gầm nặng nề. Ngay sau đó hai cánh cửa lớn xuất hiện dị trạng. Mau lùi lại. Lê Nặc thét lên, tưởng rằng trên cấm chế trên cửa cung bị ba đồ kích phát. Ba đồ cũng nhanh chóng lui về phía sau, mọi người cùng lùi lại hơn 20 thước mới dừng lại. Dương Bách Xuyên cũng không ngoại lệ, lúc nhìn thấy ánh sáng lóe lên thì đã lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với cửa cung. Trong nháy mắt, thần kinh mọi người đều căng thẳng. Nhưng, một lát sau, không có gì bất thường xảy ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy ánh sáng trên cửa cung chớp động, dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Sau một giây, một lão đạo sĩ cầm phất trần xuất hiện, khiến mọi người có cảm giác như được ngưng tụ từ ánh sáng. Người này tuổi chừng 60, mặt không biểu tình, nhìn thấy đám người Dương Bách Xuyên vẫn không chuyển động trong mắt, mở miệng nói cung tu đạo sắp mở cung truyền đạo, không được ồn ào. Các ngươi là tinh anh đạo cung La Phù chúng ta, cần phải chăm chỉ tìm hiểu đại đạo. Đạo cung 3000 đạo, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu phải xem cơ duyên. Lão giả lẩm bẩm nói chuyện, Dương Bách Xuyên nghe đến mơ màng. Theo như ý tứ của lão nhân gia, hình như đối phương đã xem bọn họ là đệ tử đạo cung La Phù rồi, chẳng qua hắn rất hứng thú với 3000 đại đạo trong miệng lão giả, có điều không rõ đó là cái gì. Dương Bách Xuyên nhìn không được thầm hỏi sư phụ Vân Thiên Tà ở trong lòng, lão đầu tử, ở đáy lòng hỏi sư phụ Vân Thiên Tà nói, lão đầu tử, này là tình huống gì? Hai cũng là người đáng thương, người này là một linh hồn viễn cổ còn sót lại, có lẽ sinh thời ông ta là sư phó dạy tu đạo trong cung này, sau khi chết chấp niệm vẫn còn, vẫn thủ vững đạo cung này. Có thể nói ra những lời này, chính là chấp niệm lúc sinh thời. Vân Thiên Tà chậm rãi nói. Linh hồn viễn cổ, vậy chẳng phải lão giả này là một quỷ hồn? Dương Bách Xuyên trừng to mắt hỏi. Coi như vậy, nhưng linh hồn viễn cổ bất diệt cũng không phải là hạng người tầm thường. Đợi lát nữa sau khi đi vào, tiểu tử khéo léo chút, chấp niệm cổ hồn này rất sâu, đừng thấy nó là tàn hồn mà coi khinh. Loại chấp niệm này là một loại lực lượng cường đại, còn đáng sợ hơn lực lượng thần hồn nhiều, không thể coi thường. Vân Thiên Tà nói. Không lẽ cũng có thể sử dụng pháp thuật? Dương Bách Xuyên hỏi. Vân Thiên Tà dùng một loại giọng điệu đầy tang thương áp lực, nói, không chỉ có thể sử dụng pháp thuật, còn sử dụng cả pháp thuật thần hồn. Thậm chí cô hồn có chấp niệm cường đại có thể sử dụng một vài quy tắc thiên địa, có thể giữ lại chấp niệm mà thần hồn không biến mất,
sinh thời người này cũng là hạng người đại năng, hoặc là hạng người ác độc. Dương Bách Xuyên cảm thấy hình như nói đến tàn niệm cô hồn, sư phụ đang nhớ đến chuyện gì đó, có chút tò mò hỏi, sư phụ, nghe giọng điệu của người, hình như rất hiểu biết loại cổ hồn như thế này. Vân Thiên Tà không nói gì, ngay khi Dương Bách Xuyên cho rằng ông đã rời đi hoặc ngủ say, đột nhiên một giọng nói mang theo chút u buồn vang lên, nói, sinh thời vi sư có một người bạn tốt, là một người có chấp niệm bất diệt, đáng tiếc cuối cùng vẫn tan thành mây khói. Ha ha, người bạn cũ của người là nữ nhân đúng không? Dương Bách Xuyên nghe thấy được sự thương cảm trong giọng nói của sư phụ, trêu ghẹo một câu. Đúng vậy, đối với vi sư, nàng là một người bạn không thể thiếu, đáng tiếc tìm lầm đối tượng. Chắc chắn có một ngày vi sư, thôi, nói với con cũng vô dụng, con chỉ cần nhớ kỹ, khi đối mặt với cổ hồn có chấp niệm rất sâu, ngàn vạn phải cẩn thận, đừng bị quấn lấy. Vân Thiên Tà dặn dò. Tại sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Chấp niệm chính là tâm nguyện lúc sinh thời, nếu quấn lên con chắc chắn sẽ bắt con giúp hắn hoàn thành việc chưa xong lúc sinh thời. Nếu con không làm được, nhẹ thì dây dưa cả đời, nặng thì khó giữ được mạng nhỏ. Vân Thiên Tà trịnh trọng cảnh bảo Dương Bách Xuyên. À con vẫn nên cách xa một chút thì tốt hơn. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói vậy, lông tơ hơi dựng đứng lên, nghĩ đến việc bị một lão quỷ dây dưa cả đời không nhịn được dùng mình. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với sư phụ, lão giả đứng ở cửa cung tu đạo bắt đầu thúc giục, đi theo ta vào cung tu đạo. Nói xong, chỉ thấy lão giả đứng trước cửa lớn phất tay, ngay sau đó cửa lớn của cung tu đạo mở ra, ông ta đi vào trước, biến mất trước mặt mọi người. Lúc này đám người Lê Nặc lại nhìn nhau, không dám bước vào cung tu đạo. Lúc cửa lớn chưa mở ra thì muốn đi vào, sau khi cửa lớn mở ra lại không dám vào. Tất cả đều vì sự xuất hiện đột ngột của lão giả, nói ra xong một loạt lời nói làm mọi người đều mơ mơ màng màng, làm sao dám đi vào. Thật ra rất nhiều người đều nhìn không thấu lão giả xuất hiện đột ngột này, trong lời nói cũng tràn đầy khí chất của một sư phó dạy học. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đạo cung La Phù đã biến mất từ mấy vạn năm trước, làm sao có thể có đệ tử La Phù xuất hiện. Đám người bọn họ cũng coi như là người của núi La Phù. Lão giả trực tiếp coi bọn họ thành đệ tử La Phù, nói chuyện cũng vô cùng quỷ dị, đổi thành ai cũng sẽ cảm thấy cấu kỵ. Trong lúc nhất thời, một vài người nhìn về phía Lê Nặc. Trong lòng Lê Nặc cũng không dám chắc, không nhìn thấu được lão giả này, do dự không biết đi hay không đi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên hỏi qua ý kiến của Dương Bách Xuyên. Còn tại sao phải hỏi ý kiến của Dương Bách Xuyên, thật ra chính bà cũng không nói rõ được. Dù sao cũng không thể thiếu hỏi ý kiến của Dương Bách Xuyên, sau khi nghĩ lại, có lẽ Dương Bách Xuyên đặc biệt. Cẩn thận nhớ lại, thật sự là đặc biệt, dưới tình huống mọi người không thể sử dụng pháp lực, Dương Bách Xuyên lại có hai con rối, hai đầu linh thú. Yêu vương Tiểu Bạch chiếm cứ ưu thế phi hành, chôn tầm bảo thì không cần phải nói, nếu nói ở chỗ này ai có thể đạt được nhiều bảo vật nhất, vậy tuyệt đối Dương Bách Xuyên có được chôn tầm bảo sẽ xếp đầu. Hơn nữa hai con rối chiếm cứ ưu thế vũ lực, thật sự nghĩ lại Dương Bách Xuyên chiếm hết ưu thế, đặc biệt nhất trong tất cả mọi người ở đây. Thậm chí Lê Nặc còn có cảm giác, có lẽ lần đi vào cung La Phù này hoàn toàn được chuẩn bị riêng cho Dương Bách Xuyên. Mặc dù bà là người có tu vi cao nhất trong tất cả mọi người, nhưng ở chỗ này, sau khi bị hạn chế pháp lực, ưu thế duy nhất cũng đã không có. Còn Dương Bách Xuyên giống như hổ thêm cánh. Cười khổ trong lòng, suy nghĩ của Lê Nặc liên tục thay đổi, xem ra người có được bản đồ của đạo cung La Phù như ta cũng phải mượn lực lượng của Dương Bách Xuyên. Nói là mượn dùng, nhưng trong lòng của Lê Nặc rất rõ ràng, từ khía cạnh nào đó mà nói, từ giờ trở đi bà phải nịnh bợ Dương Bách Xuyên. Hít một hơi thật sâu, nhìn Dương Bách Xuyên nói, Vân đệ đệ, đệ thấy thế nào? Chúng ta có thể đi vào cánh cửa này hay không? Dương Bách Xuyên không nghĩ nhiều khi Lê Nặc dò hỏi, dưới cái nhìn của hắn thì có thể đi vào. Bất cứ địa phương nào đều có nguy hiểm, nhưng đám người bọn họ đến nơi này để tìm kiếm đạo cung La Phù vì tìm kiếm bảo vật, không có đạo lý không đi vào. Hơn nữa nơi này là không gian mất đi, nếu không ra được sẽ bị nhốt vĩnh viễn ở chỗ này, cho dù không tìm kiếm thiên tài địa bảo cũng phải tìm ra đường ra. Chắc chắn phải đi vào rồi, bất kể ra sao. Từ khoảnh khắc chúng ta đi vào cánh cửa phía sau núi La Phù cũng đã không có đường lui.
Không gian ở nơi này được gọi là không gian mất, không có linh khí thiên địa, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta bị hao hết chân khí, đến lúc đó chỉ có đường chết. Con đường phía sau đã biến mất không thấy, chắc chắn phải tìm kiếm đường ra ngoài, chúng ta đã không còn đường lui. Còn lão giả này là một linh hồn viễn cổ, có lợi có hại, Dương Bách Xuyên nói đơn giản những gì sư phụ nói với hắn về linh hồn viễn cổ với đám người Lê Nặc, cũng làm Lê Nặc và mọi người cảnh giác. Sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp của Lê Nặc lấp lánh sáng rực, không nhịn được hỏi, vận đệ đệ, sao đệ biết được điều này vậy? Hiển nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không nói cho đám người Lê Nặc là sư phụ nói, trả lời qua loa, sư môn của đệ là một tông môn tương đối cổ xưa, ghi lại một vài tân bí, đệ cũng biết đến qua sách vở thôi. Vậy à, Lê Nặc nói, còn chưa nghe đệ nói qua sư môn, không biết là. Ở trong lòng Lê Nặc, Dương Bách Xuyên tuyệt đối là đệ tử xuất thân từ tông môn siêu cấp nào đó trong Sơn Hải giới, nếu không tại sao hắn lại biết nhiều như vậy? Phải biết rằng ngoại trừ công pháp điển tịch, giới tu hành còn có một vài kỳ văn bí sử vô cùng quan trọng, hơn nữa chỉ có những tông môn cường đại mới biết được. Vì vậy Dương Bách Xuyên thuận thế trở thành đệ tử của tông môn thế lực lớn nào đó. Dương Bách Xuyên cười thầm trong lòng, trên mặt mang theo cung kính ôm quyền nói, sư môn của đệ là Vân Môn. Vân Môn. Bao gồm cả Lê Nặc, rất nhiều người đều nghi hoặc, hình như bọn họ chưa từng nghe qua tông môn lớn nào tên Vân Môn ở trong Sơn Hải giới. Sau đó nghĩ lại, có lẽ là tông môn lánh đời nào đó, ở Sơn Hải giới cũng tồn tại nhiều thế lực ẩn tông, thậm chí Lê Nặc còn nghe nói, có vài thế lực còn có thể sánh vai với Thiên Cung, thánh địa của nhân tộc. Nghĩ đến đây Lê Nặc cũng không tiếp tục hỏi nữa, nhưng trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác thần bí về Dương Bách Xuyên. Sau khi nói thêm vài câu, Lê Nặc vẫn nghe theo ý kiến của Dương Bách Xuyên, bước vào cung tu đạo. Mặc kệ có nguy hiểm hay không, mọi người đều không có đường lui. Lê Nặc dẫn đầu bước vào cửa lớn lấp lánh ánh sáng bạc, lúc này không thấy rõ tình huống bên trong, không ai biết có gì bên trong cung tu đạo. Dương Bách Xuyên nhìn Diệp Vô Tâm, gật đầu, ý bảo nàng đi theo hắn. Nhìn ánh sáng bạc chói mắt, theo bản năng nhắm mắt lại, sau khi cảm thấy ánh sáng biến mất, Dương Bách Xuyên trợn mắt, phát hiện mình xuất hiện ở một cung điện rộng lớn. Một đại điện rộng hơn 1.000 bình phương. Toàn bộ đại điện tràn đầy các cây cột bạch ngọc, cao tầm 9 trượng, ba người không ôm xuể, gần mấy trăm cây cột bạch ngọc như vậy chống đỡ toàn cung điện. Giữa đại điện có một đài cao, bên trên là một tấm bia bạch ngọc, có khắc một chữ đạo cổ xưa. Trên tấm bia đá trước một đám tượng ngồi đả tọa là chữ Bùi, che kín toàn bộ đại điện. Đúng lúc này, vị lão giả lúc trước, hoặc nói cách khác, cổ hồn của lão giả hiện lên trước bia, mặt không chút biểu tình, nói, mời nhập tòa, đây là văn bia bạch ngọc, là tổ sư gia La Phù của ta tự mình để lại, bên trong cất chứa đại đạo mà tổ sư gia chúng ta lĩnh ngộ được suốt đời. Ngươi là đệ tử La Phù, có thể có duyên tìm hiểu đạo văn của tổ sư, lĩnh ngộ một đạo trong 3.000 đạo bên trong có thể tăng lên một giai, nếu có thể lĩnh ngộ được chân lý đạo văn của tổ sư, có thể tiến thêm một bước bước vào cung lưu ly. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.